Ghê cà mê cha rù bê ghi ri si kara ta tê chăn ta linh khê vi ma nê đi bê rạp thê cha ga mê ta rù quanh na ga nê ghê hà qua thum hịt khê tê Phụ ma cha gian tu đề qua cha la tha la vi sa mê giang gan tham bạc na ga tình than ta san tỳ kê giang mô ni wat ra wat cha năng sa tha vô mê su nan tu tham ma sa wa na ka lo a yam pha đan ta tham ma sa wa na ka lo a yam pha đan ta tham ma sa wa na ka lo a yam pha đan ta ba tòa thanh tịnh bồ đề mười phương thiên chúng hồi về nghe kinh pháp màu diệt tận vô minh pháp màu độ khổ sinh linh vạn loài từ dục giới vân đài sáu cõi đến thiên cung sắc giới hữu hình chư thiên đã tạo duyên lành do theo phước quả thiện sanh đến giờ các ngài ngự bến bờ đồng ruộng hoặc hư không châu quận thị phường non xanh rừng rậm đất bằng hoặc nơi quán cảnh xóm làng gần xa xin đồng thỉnh dạ xoa chư chúng càng thác bà long chủng nơi nơi đầm ao thành quách lâu đời hoặc là sông nước biển khơi trùng trùng pháp vi diệu nghìn thân nan ngộ đạo thậm thâm kiên khổ khó vào ngày tàn tháng lụng qua mau đắm si trần cảnh cúi đầu tử sanh đây là giờ chuyển kinh vô thượng đây là giờ đọc tụng pháp âm lời vàng ý nghĩa cao thâm xin chư hiền giả lắng tâm thọ trì Nam mô Tassa Phagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Sammasambuddhassa. Cúi đầu đảnh lễ đấng từ tôn, bậc chánh biến tri đáng cúng dường, con nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành lánh dữ lợi quần sanh. Itipiso phagava arahang sammasambuddho vichcha charanasampanno sugato lokavidu anuttaro purisadhammasarathisanthade vamanusanang Hồng danh Phật nhiệm màu ứng cúng, chánh biến tri minh hạnh đủ đầy, ơn đức thiện thệ cao dày, bậc thế gian giải chỉ bài chân tâm, vô thượng sĩ đoạn mầm ách phược, bậc trọn lành điều ngự trượng phu, trời người quy phục đạo sư, bậc thế tôn hiển chân như độ đời. Soạn Kha tô pha ga wa ta tham mô san đinh thi cô a ca li cô e hi pa si cô ô ba na di cô bạch chấp tăng quê đi tập bồ huynh nhu hi ti pháp bất diệt cha lành khéo dài lìa danh ngôn hí luận nghĩ bàn vượt thời gian vượt không gian thiết thực hiện tại hoác nhiên tỏ tường pháp hướng thượng đến rồi thấy rõ lìa si mê xả bỏ vọng trần trí nhân ngộ tánh chân nhân tự mình chứng nghiệm pháp thân diệu thường Supatipanno Phagavato Sāvakasaṅkho Ucchupatipanno Phagavato Sāvakasaṅkho
Phagavato Phagavato sa-wa-ca-sam-kho-a-hu-nay-yo pa-hu-nay-yo đăng-khi-nay-yo an-cha-li-ca-ra-ni-yo anu-ta-răng-pu-nyak-khet-tăng-lo-ca-sa-ti Bậc diệu hạnh thanh văn đệ tử, bậc chánh trơn pháp lữ tăng già, bậc mô phạm Dạ thưa đạo tràng, có nghe con được lại không ạ? Mô Phật, bên con cứ bị rớt mạng hoài. Mô Phật. Thành đạo quả bốn đôi tám chúng, đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm, cung nghinh kính lễ một niềm, thánh đức cao cả, phước điền dày sâu. Quạnh đa mi chê tì giang sầm băng sầm bát tha nê su bà tính thị tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thinh bua tha ru băng Dạ thưa đạo tràng, có nghe con được lại không ạ? Con bị rớt nặng quá. Dạ, sa thú cô. Vạn đa mi chê tỳ văn sập băng sập bát tha nê su bà tính thị tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thinh bồ tha ru băng sa ca lăng sa đa vạn đa mi chê tỳ văn sập băng sập bát tha nê su bà tính thị tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thinh bồ tha ru băng sa ca lăng sa đa vạn đa mi chê tỳ văn sập băng sập bát tha nê su bà tính tỳ tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thinh bồ tha ru băng sa ca lăng sa đa con xin cung kính nhất tâm đảnh lễ xá lợi kim thân Phật Đà bồ đề bảo tháp gần xa đời đời hương liệu trầm hoa cúng dường.
cha ra tham mom hi cha rang anati to ya thi tham mom hi ya thân anati to marana tham mom hi maranang anati to sabbe hi me bi ye hi mana be hi na na pa wo wi na pa wo kamma sa kom hi kamma da ya do kamma yo ni kamma ban thu kamma pati sarano yang kammang karissa mi kam janang wa ba ba kang wa ta sa da ya do fa wissa mi e wang am he hi a phin hang bap cha wek khi tam bang bù chê mi bùa thăng cu su mê na nê na buồn nhê na mê tê na cha hô tô móng khăng bùm phăng mi la gia ti gia tha y đăng mê ca vô ta tha gia ti quỳ na sa pha văn bù chê mi thăm măng cu su mê na nê na buồn nhê na mê tê na cha hô tô móng khăng bồm phan mi la gia ti gia tha y đăng mê ca vô ta tha gia ti quy na sa phá văn bù chê mi sang khăn cú su mê na nê na buồn nhê na mê tê na cha hô tu mong khăn bồm phan mi la gia ti gia tha y đăng mê ca vô ta tha gia ti quy na sa pha văn sam bê san ta a vê ra hon tu su khi ta hon tu nin đúng kha hon tu âm gia bát cha hon tu ani kha hon tu đi kha yu kha hon tu a ro ga hon tu sam bát ti hi sam nít chan tu su khi áp ta năng ba ri ha răn tu đúng kham bát ta cha nín đúng kha và giáp bát ta cha niệm phá gia so cap bát ta cha ni so ca hon tu sam bê bi ba ni no u ca sa ma yang phan tê quy sùng rắc kha nát tha ya ti sa ra nê na sa ha pan cha si la ni ya cha ma bạch quá đại đức chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Du ti dầm pi ma dặn phần tê quy sùng rắc kha nắp thà gia ti sa ra nê na sa bành cha si la ni gia cha ma bạch quá đại đức chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti dầm ti ma dằn phành tê quy sùng rắc kha nát tha gia ti sa ra nê na sa ha bành cha si la ni gia cha ma bạch quá đại đức chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Và kính bạch ngài Trí Đức, bây giờ đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh, con xin kính thỉnh ngài thay mặt chư tăng để truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. Con xin thỉnh bàn tay của ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Mai, Nam mô Sang Khai. Cho nên kinh lễ chư tôn thường được tăng trong những nick name mà chúng tôi không được rõ. Mình chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Mình chào sư Nguyên Như. Quân làm gì đây? Đơn hữu La Vi, sư Thi Long,
Sư Trên và Sư Trần Đạo. Xin được thay mặt Chư Tăng truyền tâm quy vùng ngũ giới đến đạo tràng Pháp Hội. Bụt đăng sa đăng ga chế hạ âm bi con đem vào lòng thành kính xin quý Phật. Đức Hồng Mân sa đăng ga chế hạ âm bi con đem vào lòng thành kính xin quý Pháp. Sẵn khăn sa đăng ga chế hạ âm bi con đem vào lòng thành kính xin quý Tăng. Đô ti yam vi Bụt đăng sa đăng ga chế hạ âm bi con đem vào lòng thành kính xin quý Phật lần thứ nhì. Đô ti yam vi Đức Hồng Mân năng gây chế hạ mê con đem đến lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì. Đức Thế Âm Bi Sang Khang Sa Năng Gây Chế Hạ Mê con đem đến lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Tạ Thế Âm Bi Bụt Đăng Sa Năng Gây Chế Hạ Mê con đem đến lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Tạ Thế Âm Bi Đắc Mang Sa Năng Gây Chế Hạ Mê con đem đến lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Tạ Thế Âm Bi Sang Khang Sa Năng Gây Chế Hạ Mê con đem đến lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Bụt thần sa ra nằng gách trà mi thầm mằng sa ra nằng gách trà mi sẵn khẳng sa ra nằng gách trà mi. Con đem hết lòng thành kính quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đô ti dầm pi bụt thần sa ra nằng gách trà mi. Đô ti dầm pi thầm mằng sa ra nằng gách trà mi. Đức Thế Âm Bi Sang Khang Sa Ra Nằng Gách Trà Mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tạ Thế Âm Bi Bụt Thần Sa Ra Nằng Gách Trà Mi. Tạ Thế Âm Bi Thầm Mằng Sa Ra Nằng Gách Trà Mi. Tạ Thế Âm Bi Sang Khang Sa Ra Nằng Gách Trà Mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Thị sa ra na ca ha năng ni thi tăng pháp vị tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phần tê và chúng con xin vâng. Bà na thi ba ta về làm anh đi sẽ khó bất năng sống mà bị giam bị còn xem quan về điều học là quỷ tránh xa sự sát sanh a đình na đa na về làm anh đi sẽ khó bất năng sống mà bị giam bị còn xem quan về điều học là quỷ tránh xa sự trộm cắp cà mê xu mê cha cha ra về làm anh đi sẽ khó bất năng sống mà bị giam bị còn xin quan về điều học là quy chánh xa sự tà hạnh mù sa hoa đa về làm anh đi sẽ khó bất năng sống mà bị giam bị còn xin quan về điều học là quy chánh xa sự nói dối sô ra mê ra yam a cha pa ma đa tha na về làm mà đi sẽ khó bất năng sa ma đi ya mê còn siêu quan về điều học là quy tránh xa si yếu lơ và cha chắc sai. Bà na ti bà ta về ra ma ni si kha ba đăng sa ma đi ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sắc sanh. A định na đa na vệ ramani sikha ba đăng samadhi yami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Ca me sumicha cha ra vệ ramani sikha ba đăng samadhi yami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musa Wada Vệ Ramani Sikha Ba Đăng Samadhi Yami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối.
Sura me rajamat chappama dattana Vệ ramani sikha badang samadhyami. Con xin vân dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và dùng chất sai. Imani ban chan sikha badani sa tukang katoa ngapama de nane chakalang samarakhitabang. Chư Phật tử, sau khi tỏ trị tâm quy và ngũ giới này tâm bảo rồi, và đóng nguyên giữ hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui. Phần tê và chúng con xin vâng. Si lê na su gà tinh doan tị si lê na pu ca sâm bạ đa si lê na ni pu tinh doan tị ta sâm a si lăng quỷ sô tha dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ dự giới, được giải thoát nhập được bàn cũng nhờ dự giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nhớ. Xa thuốc xa thuốc lành thai. Ua ta măng ghê na quanh đê hăng ba đà băng sung và rúa ta măng bùa thế vô khả lý tô đô sô bùa thô khả ma tu tăng mà măng. Ua ta măng ghê na quanh đê hăng thăm măng cha rù quỳ thăng và răng thăm mê vô khả lý tô đô sô thăm mô khả ma tu tăng mà măng. Ua ta măng ghê na quanh đê hăng sang khăn cha đu vi thô ta măng sang khê vô khả quý tô đô sô sang khô khả ma tú tăng mà măng. Con xin kính thỉnh Ngài Trí Đức lên chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Sê văn na chấp ba la năng văn đi ta năng chấp sê văn na phù cha chấp phù cha ni gia năng hệ tăng măng ca la mô tát măng. Không gần gũi kẻ ác, không cần bậc trí hiền, cũng lễ bậc đáng lễ là phúc lành cao thượng. Bát thí ru bát đề sa hoa sô chư bùm bê chư ca ta pun nha ta an ta sam ma bát ni thì cha hệ tăng măng ca la mô tát măng. Ở chú sứ thích hợp, công đức trước đã làm, chân chánh hướng tự tâm là phúc lành cao thượng. Bao sa chanh cha sê ban cha vi na yo cha su sin khi tô su pha si ta cha ya wa cha e tăng măng ca la mô tăng măng. Đa văn nghề nghiệp giỏi, khéo huấn luyện học tập, nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng. Ma ta vi tu bát tha năng bồ tát đà ra sa sang ca o a na cu la cha cầm man ta e tăng măng ca la mô tăng măng. Hiếu thuận bậc sinh thành, dưỡng dục vợ và con sẽ hành theo nghiệp chánh là phúc lành cao thượng. Đà nành cha thầm ma cha rì ya cha nhà tất cả nành cha sang ca hô a na wa cha ni cầm ma ni e tăng măng ca la mô tăng măng. Bố thí hành đúng pháp giúp bức hàng quyến thuộc giữ chánh mạng trong đời là phúc lành cao thượng. A ra ti vi ra ti ba ba ma cha ba na cha san nhà mô ập ba ma đô cha thầm mê su e tăng măng ca la mô tăng măng. Xả ly tâm niệm ác chế ngự không say sưa không phóng dật trong pháp là phúc lành cao thượng. Gà ra hồ cha ni qua tô cha san tu thi cha cả thành nhu ta ca lê na tham ma sa wa năng e tăng măng ca la mô tăng măng. Cung kính cùng khiêm nhường tri đức và tri ân đúng thời nghe chánh pháp là phúc lành cao thượng. Khánh thị giá sô và chà sá ta sá mạnh hà năng chà đa sá năng ca lê na thăm ma sa ca cha e tăng măng ca la mô tăng măng.
nhẫn nhục lời nhu hòa yết dẫn bậc sa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng. Tapo chát pram macharyan cha ariya satcha na da sanang nibbana satcha kiriya cha etang bang kalamut tap mang. Thiền định sống phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, giác ngộ quả niết bàn là phúc lành cao thượng. Phu-tha-sa-lo-ka-tham-me-hi-chit-tang-ya-sa-na-kam-ba-ti-a-so-kang-vi-ra-yang-khe-mang-e-tang-mang-ka-lam-mut-tap-mang. Khi chúng chạm việc đời, tâm không động, không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Eta-di-sa-ni-ka-tua-na-sa-ba-tha-ma-pa-ra-chi-ta-sa-ba-tha-so-ti-ng-ga-chan-ti-tang-te-sang-mang-ka-la-mut-tap-man-ti. Những sẽ hành như vậy, không chỗ nào thối thắng, khắp nơi được an toàn là phúc lành cao thượng. Sa-thu-sa-thu lành thai. Con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân Ngài Trí Đức đã truyền tâm quy và ngũ giới và phúc chúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Yang kinh chi ku sa la kam mang kan tam bang ki ri yang ma ma ka ye na wa cha ma na sa ti da se su ga tang ka tang ye sam ta sam ni no am ti ye cha sam ta sam ni no ka tang pu nya pha lang me hang sam be pha gi pha quan tu te ye tang ka tang su wi di tang din nang pu nya pha lang ma ya ye cha tan tha na cha nam ti de wa gan toa ni we da yung sam be lo kam hi ye sam ta chi wan ta ha ra he tu ka mà nuôn nhang phô cha nắng xăm bê là phan tu ma ma chê ta sa ti ca ra ni ya man tha ku sa lê na yan tăng san tăng ba đăng a phi sa manh cha san cô u chu cha su wa chô cha sa mu du a na ti ma ni sa vua sa cô cha su pha rô cha âm pa kính chô cha san la hu ca vua ti san tinh truy vô cha ni pa cô cha âm pa gấm phô cù lê su a na nô gính thô na cha khu đăng sa ma cha rê kinh chi dê na vinh nhu pa rê u pa wa đê dung su khi nô wa kế mi nô hon tu sam bê san ta pa quan tu su khi tặng ta ye ke chi pa na phu tan thi ta sa wa tha wa ra wa na wa se sa di kha wa ye ma han ta wa man chi ma ra sa ka anu ka thu la đinh tha wa ye wa an đinh tha ye cha du re wa san ti a vi du re phu ta wa sam pa we si wa sam be san ta pa wan tu su khi tan ta na ba ro ba rang ni cum be tha na ti man ye tha căn tha chi năng kinh chi pya ro sa na ba ti kha san nya nam nya man nya sa dung kha minh che ya ma ta ya tha ni yang bu tang a yu sa e ka pu ta ma no rang ke e wam bi sam ba fu te su ma na sam pha wa ye a pa ri ma nang mẹ tân cha sâm ba lô ca minh ma na sang pha wa ye a pa ri ma nang u thăng a thô cha ti ri yan cha a sam ba thăng a quê răng a sa bát tăng tinh thành cha ram ni sinh nô wa sa ya nô wa ya wa ta sa vi ga ta minh thô e tăng sa tinh a thính thay ya pram ma mê tăng vi ha răng ni tha ma hu đinh thinh cha nu ba gam ma si la wa da sa ne na sam pan no ka me su wi ne ya ge thang na hi cha tu gam pha se yang bu na re ti ti sang sa re sang sa ran ta nam sam ba dum kha wi na sa ne san ta tham me cha bon chang ge ma ra se nam ba man di no bun chi toa ye bi me san ta ti pha wa mu ta ku ta ma a cha tin a cha ra ya thin na ma tang nim pha yang ga ta e wa ma di gu nu be tang a ne ka gu na sang ga hang
Ô sát thần chay mặn mặn tăng bó chăng gần tam phà na ma hê. Bọn chăng gô sát tì sang khá tô thầm ma năng vi chà yô tạc thà vi vi yang bi tì ba sa thì bó chăng gà chá tạc thà bà rê sám ma thù bánh khá bó chăng gà. Sante te sambada sina munina sammadang kata fa vita bahuli kata sang văn tăng ti a phin nha ya nim ba na ya cha bo thi ya e te na san cha văn che na so thi te ho tu sambada e kas min samaye na tho mong ngan na nan cha ka sa bang nghi la ne đúng khi tê đi xoa bò chăng ghê sẵn ta đê sa dị tê cha tăng á phi nam đi toa rô ga mốn chinh su tăng khả nê ê tê na sanh cha quánh chê na son thi tê hô tu sắm bà đa ê ca đa thăm mà ra cha bi ghê lanh nhê na phi bi li tô chuôn đắp thê rê na tanh nhê quá phà na bê toa na sa đà răng sám mô đính tòa cha a ba tha tam ha vua tha si tha na so e te na san cha văn che na so thi te ho tu sám ba đa ba hi na te cha a ba tha nam nam bi ma he si na ga ha ta ki le sa wa ban ta num ban ti tham ma tăng ê tê na san cha văn chê na xoắn thì tê hô tu sám bà đa nắc mô bút thà giá nắc mô thầm mà giá nắc mô sằng khà giá. Dạ con xin kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con xin kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, dạ con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính mời đạo tràng cùng với con thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa Brahma-cha-lo-ka thi-ba-ti-sa-ham ba-ti-ka-tan-cha-li-an-thi-wa-rang-a-ya-cha-tha San-ti-tha-san-tam-ba-ra-chang-ka-cha-ti-ka-de-se-tu-tham-mang-anu-kam-bi-mang-ba-chang san tham ma phê rinh quy nha danh cha ca giang su tăng cha ban thăng a phi tham ma chăm măng a cô ta dặn tô cha tu san cha đặng đăng ba bồ tha nay về ba ri sa dạ mạnh chê phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc giả ngài dời trơn sang thuyết pháp đồ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hà giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ơn phổ cập đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cớ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp noi đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn nắp mô bích tha giá nắp mô tham ma giá nắp mô sằng khà giá. Dạ con xin kính thỉnh ngài Liễu Tông lên thử micro ạ. Con xin kính thỉnh ngài. Nam mô Tát Sa Pa Va To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Tha Sa Nam mô Tát Sa Pa Ga Va To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Tha Sa Nam mô Tát Sa Pa Ga Va To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Tha Sa Nam mô Bụt Thầy Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kinh Thưa Chư Cận Sinh Nam và Sinh Nữ Trong Đạo Tràng
Hy vọng quý vị nghe được tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bích Thầy á. Dạ sa thú dạ chúng con nghe rất là rõ. Dạ trước hết con kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe sư Liễu Tông, sư Trí Đức. Dạ kính đảnh lễ chư tăng ni với những nickname mà con không biết. Dạ kính chào quý Phật tử. Dạ hôm nay là thứ bảy ở Mỹ và chủ nhật ở Việt Nam, chúng ta có thời Phật pháp vấn đáp với sự trả lời của sư Liễu Tông. Dạ xin mời quý vị nêu lên những thắc mắc của mình ạ. Dạ một tháng qua thì rung của chúng ta không có học hành nhiều. Dạ tại vì mùa lễ dân y của Việt Nam và các nước quốc giáo, đây là một cái lễ rất là lớn. Thôi để Minh Tâm đặt câu hỏi đầu tiên ha, cho nó xâm tụ một chút. Dạ kính thưa sư Liễu Tông, dạ, cái vấn đề mà xây chùa con cũng hỏi nhiều lần rồi, dạ, nhưng mà hôm nay con hỏi nơi khác một chút. Dạ tức là có một số người họ đăng lên trên Facebook hay là trên Internet hay ngay cả báo chí ở Mỹ là giống như cái dạng mà than á, tức là chùa dột, chùa nghèo, rồi tượng Phật mưa ướt, nơi tam bảo không có được như thế này như thế kia như thế nọ. Và thì ở đây ý của con muốn hỏi rằng là khi mà những cái nơi mà nó không có gọi là an toàn như vậy thì mình có cần đặt cái tượng Phật vô đó hay không? Và nếu không an toàn thì thôi chúng ta khoan lập chùa cái đã. Và cái này cứ mình lập chùa rồi mình cứ lên rồi mình than, tức là nó không có an toàn không nãy kia, tức là mình mượn tam bảo ra để mình nhờ sự giúp đỡ của những người khác đó, thưa sư. Như vậy thì mình có lạm dụng hay không thưa sư? Bởi vì mình đâu nhất thiết là mình đi, khi mình đi tu thì chắc cũng phải có cái chùa nào đó cho mình tu thì mình ở đó được rồi. Khi nào mà mình khấm khá hay là có điều kiện gì đó thì mình hãy ra mình lập chùa. Chứ còn bây giờ mình nhảy ra rồi bắt đầu mình than trời trách đất, giống như là cái chùa của mình nó nghèo quá. Thì ý của con muốn hỏi đây là mình làm gì, mình có lạm dụng đến tam bảo hay không thưa sư? Dạ con kính thỉnh sư Liễu Tông ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thứ nhất, chuyện xây chùa là chuyện của cận sinh nam cận sinh nữ chứ không phải chuyện của nhà sư, nên nhớ chuyện đó. Thành là nếu mà mình tu đàng hoàng thì không có chỗ ở là cái chuyện không thể xảy ra. Nhưng mà cái chỗ đó lớn nhỏ là tùy theo cái phước kiếp trước của mình nữa, nhưng mà chắc chắn sẽ có chỗ ở. Còn mình tu không đàng hoàng rồi đó thì chắc chắn là Phật tử nó cũng thể tẩy chay thì mình cái chỗ ở mình lung lay. Là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai đó, nhà sư không có tư cách gì mà xin xỏ hết đó, bất cứ trong mọi trường hợp nào. Chúng tôi nói nhiều lần nhà sư, cái cách xin của nhà sư là bằng thân chứ không phải bằng khẩu, mình nhớ chuyện đó. Nhà sư ôm cái bình bát đi, Phật tử nào muốn dâng cái gì ra thì rè giấu cách nào đó để cho nhà sư đứng lại dở nắp bát ra, rồi mình dâng cái gì đó tùy mình. Nhà sư không có quyền mà lên tiếng phải như vậy phải như thế nọ. Thành ra cái chuyện kêu xây dựng chùa là trật rồi ha. Đó. Thành ra cái chuyện đó là chuyện không có đúng. Cái thứ hai đó, chính những cái vị sư đó phải đặt lại dấu hỏi là tại sao mình ở cái nơi mà không có người ta chịu hộ độ, trong khi đầu tiên có người tới mà thường thường ta bỏ mình, thì mình phải xét lại. Mình tu hành đàng hoàng, học hành cho nó vững chắc thì chuyện đó chắc chắn người ta còn thỉnh cầu mình ở lại, chứ người ta không có tính chuyện với mình. Còn mình cái tu như thế nào thì cái đó là phải xét lại cái lỗi tính mình trước cái đó. Và trong mọi trường hợp nhà sư là không được quyền mở miệng là xin bất cứ cái điều gì. Đó. Thành ra khi mà lên tiếng mà qua cái phương tiện nào đó để cho biết rằng mình cần tiền bạc hay bất cứ cái gì đó để sửa chùa, để làm gì đó, cái đó đều là trật hết đó. Cái đó phải là chuyện của nhà sư. Còn cư sĩ cần sinh nam nữ nó tới mà nó thấy mà nó ngó lơ, nó không thèm mấy là biết cái tư cách ông trụ trì đó cơ nào rồi.
Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, sa thú, dạ, con kính tri ân sư Liễu Tông. Dạ, xin mời quý vị chúng ta nêu lên những thắc mắc của mình ạ. Dạ, chúng ta có một tuần lễ, chỉ được có một ngày thôi quý vị. Dạ, mời quý vị nêu lên những thắc mắc. Dạ, sẵn đây con cũng hỏi có một cái nữa dạ. À, có một số vị sư ở bên Việt Nam bây giờ thì do pháp luật thì một số vị sư sang thuyết ở bên những cái chùa của Bắc Tông. Dạ, sang đó thuyết thì một số vị sư bắt đầu thì có cái vấn đề là hát. Dạ, hát tức là dùng những cái bài hát mang tính chất là mình chế ra thôi. Dạ, mình chế ra để hát, rồi Phật tử ở dưới thì nó vỗ tay. Thì ở đây ý của con không phải là khiển trách hay là chê bai gì cái đó, là mỗi vị sư những khi có những cái hay của mình, con không có biết. Nhưng ý của con muốn thắc mắc rằng là khi mình sang bên Bắc Tông đó, bởi vì Nam Tông thì chủ yếu chúng ta về giới. Dạ, tức là Nam Tông thì giới rất quan trọng, ngay cái vấn đề mà chư tăng thọ nhận của người nữ và cũng không có được đụng đó. Dạ, tức là nó giới được nó rất là nghiêm minh. Thì thay vì mình sang đó thì mình nên quan trọng là giới, mà bây giờ nhiều khi mình dễ dãi với lại Phật tử đó, là nó đông ra Phật tử nó thích hát mình cũng chiều nó mình hát theo, thì như vậy thì nó có nên hay không thưa sư? Dạ, hay là mình phải cho người bên Bắc Tông hiểu rằng là bên Nam Tông thì những cái giới như vậy là không được, mình phải cứng rắn như vậy để cái người bên Phật tử Bắc Tông người ta phải sẽ suy tư về giới. Dạ, hay là mình gì qua đó mình muốn độ người ta học giáo pháp cho nên thôi kệ, ta thích hát thì mình cũng hát theo. Dạ, con thỉnh sư giảng dạy điểm này. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Mình đi đâu đi nữa mà mình tùy duyên phái giới là cái điều đó Đức Phật không cho phép rồi, không? Tùy duyên cái gì thì được, chứ tùy duyên phái giới là không có được. Cái thứ nhất, cái thứ hai, cư sĩ cần sinh nam quyền nữ mà lâu lâu đi vô chùa ta tập tu đó, tức là một ngày người ta thọ để thọ bát quan đó, người ta đã không có làm chuyện đó rồi. Còn mình ông sư đó, kể cả Bắc Tông Nam Tông thì không cần thiết, trong giới luật là cấm. Mình đừng có nghĩ là mà cho mấy ông sư quan thiện mà giữ giới, mấy ông sư Bắc Tông không có giữ giới, phải giữ hết đó, chứ không có gì. Mình tu sĩ là người ta giữ tám giới, người ta đã không được làm mấy chuyện đó rồi, mình giữ mấy trăm giới. Giới của mấy ông Bắc Tông còn nhiều hơn giới của mấy ông Nam Tông nữa, thì mình nói mình được làm cái này được làm cái kia là chuyện đó nó không trúng rồi, trật rất là xa. Thành ra cái chuyện đó là Đức Phật đã cấm, đừng nói là ca hát làm gì. Ông sư mà tụng cái kiểu mà kệ kinh Bali mà vẫn phạm giới như thường, chứ không phải là phải đợi tới ca mới phạm. Thành ra cái chuyện đó là chuyện là trật từ đầu tới đuôi rồi. Mình tùy duyên gì cho tùy duyên phá giới là không có được. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, sa thú, và con kính tri ân sư Liễu Tông. Dạ, xin mời quý Phật tử và chúng ta tiếp tục nêu lên những cái thắc mắc của mình ạ. Dạ, thấy bàn tay của Nguyên Như rồi, xin mời Nguyên Như lên đặt câu hỏi. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khaya. Dạ, bạch ngài, con đang học cái bài kinh Vô Ngã Tướng đó bạch ngài. Thì con đang dò trong ba cái bản, một cái bản là của kinh tụng ngài Hộ Tông, một cái bản là cái cuốn kinh Tam Bảo của ngài Giác Đẳng, còn một cái bản nữa là kinh tụng của Học Viện Huyền Không. Cả ba bản đó bạch ngài, cái chữ Bali có khi thì nó xa tới một cái đoạn luôn, có những chữ thì nó dùng là Anicca, có những chữ thì nó dùng Anicca xuyên suốt cả cái bài kinh luôn. Con không biết là ngài có cái bài nào và Vô Ngã Tướng về Bali mà nó cái bản nó là chuẩn nhất không bạch ngài? Tự vì nếu mà mình dò ba bản ra mà ba bản mỗi bản nó đi một nơi thì thiệt ra con không biết là dò bản nào nó mới đúng bạch ngài. Con xin dâng mic lại cho ngài ạ.
Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn hệ, dạ kính thưa chư quý vị. Quý vị vô cái website của cái hội mà nó làm cái CD tâm tạng thì chắc chắn là cái đó là nó trúng nhất. Chưa để chúng tôi coi cái nó nằm ở đâu. Cái bài kinh vô ngã tướng không biết nó nằm trong trường bộ kinh hay trong bộ kinh không biết. Thì khá trong trường bộ kinh thì không có rồi. Hãy chúng tôi coi cái nó nằm đâu cái đó. Hỏi Phật tử quá, đâu có nhớ được. Nhiều khi nó nằm, nhiều khi có những bài kinh nó nằm trong chỗ khác không chừng. Cô coi trong đó cô có thấy nó họ để trong cái anh nó tà lắc ná sụt, nhưng mà có để trong trường kinh, trong bộ kinh gì không, tìm cho nó dễ. Bởi nó có nhiều bài quá là không biết cái bài đó nó nằm ở trong chỗ nào để tìm. Cái đó để từ từ, đi lát nữa chúng tôi rảnh rồi tìm luôn đấy rồi. Nhưng mà không biết chúng tôi lo lần nó có chịu hay không. Nó không chịu rồi. Nó không cho chúng tôi là lót lên cái web đó, anh không biết sao. Nó sẽ có đầy đủ cái bản đó, là tương đối là chính xác nhất cái bản này đó, là của cái hội mà cái tập tầm tạo lần thứ 6 nó post lên. Người gì trời đây chúng tôi coi lại ra rồi, gì nào có câu hỏi hỏi tiếp đi, chúng tôi từ chắc cả. Dạ con không biết sư trả lời xong chưa, dạ con mới đi ra đang đeo A cộng, con quay trở vào thì con nghe rum im ru, không biết đạo tràng có nghe con nói không ạ. Dạ, alo 123 123, không biết đạo tràng có ai có nghe không ạ. Thấy mà cũng Nguyên Như, mời Nguyên Như. Nam mô Bố Thầy, dạ. Dạ thưa anh, Nguyên Như đang hỏi câu hỏi của ngài, cho ngài là cái kinh Vô Ngã Tướng đó nó có 3 bản mà bản nào cũng rất là khác nhau, thành ra Nguyên Như đang hỏi ngài, ngài đang dò trong trong mạng hay trên sách gì đó anh. Không biết quý vị có biết cái bài kinh Vô Ngã Tướng là nó nằm trong trường bộ kinh hay là trung bộ kinh hay không ạ? Dạ Nguyên Như xin xuống mít ạ. Dạ ngài đang dò ở trong sách.
Quỳnh Minh Tâm thấy sư xem cái web đó chưa? Nếu nghe rồi robot lên để cho Phật tử nằm vô check cái đó thì check nó có đầy đủ đó, nhưng mà bây giờ thì không biết nó nằm đó đó, nhưng mà bây giờ quý vị cứ vô đó sẽ thấy. Nhưng mà chúng tôi cái thời gian sẽ nó không có nhiều, thành ra thôi quý vị cứ tiếp tục đặt câu hỏi đi, rồi chúng tôi khi nào tìm được chúng tôi sẽ cho hay. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, xin mời quý vị Phật tử chúng ta tiếp tục nêu những thắc mắc của mình ạ. À. Khi nào ấy đủ nhân duyên, sư tiếp tục trả lời câu hỏi của Nguyên Như. À, xin mời quý vị chúng ta tiếp tục ạ. À. Ai có những thắc mắc thì xin nêu ra. À, xin mời quý vị nêu ra những thắc mắc của mình ạ. À, có ai thắc mắc nghe gì không? Dạ, thôi sẵn đây không ai hỏi con hỏi tiếp. Dạ thưa sư, dạ hôm nay Facebook có một số cái hình người ta đưa lên, không biết rằng nó người ta chụp để cho nó vui hay gì không biết, mà có những hình mà một vị sư bưng nguyên một cái quài dừa, tức là không phải một trái dừa mà nguyên một quài dừa, rồi có hình đó thì để cái trái dưa để lên cái bát. Và thì sẵn đây thỉnh sư giảng dạy cho Phật tử chúng con hiểu rằng là khi mình để bát đến chư tăng thì có một số cái vật thực như thế nào thì chúng ta không có nên dâng đến cho chư tăng. Và tại vì con thấy một cái bát mà để trái dừa là nó hết rồi, hoặc là trái dừa nó cũng vậy. Và con kính thỉnh sư Lưu Tông giảng dạy để hàng Phật tử chúng con biết sau này để bát cho nó đúng pháp ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tông, dạ kính thưa chư quý vị, để bác để cái gì mà chư tăng thì dùng được trong này đó, chứ còn nếu mà để kiểu đó là thôi chắc chết. Hồi xưa đó chúng tôi nghe mấy ngày hồi xưa kể là lúc mà mới đem vô trong Phật giáo, đem từ miền và từ dùng bốn đồ lên là thiền thường họ đâu có biết ông sư đi ấy đâu, nhiều khi nó để nguyên trái dừa hoặc nguyên cái bí cái khóm hay trái dưa hấu vậy đó, thì ông sư mà chỉ nước chết thì về đó là ăn cái trái đó không đủ bá thở rồi chứ làm sao mà tránh khỏi được. Thành ra mình thường thường đó thì mình ở trong mấy thái hay mấy thiện á để dâng đủ cho ông sư ăn, thì ví dụ ba món, thường là ba hoặc bốn món, thì nó gồm có một cơm canh với món kho, món xào gì đó.
để trong bên trên lòng để cho ông sư nhận cái về ăn được. Chứ còn cái người không biết thì cái quản ra mua gì ông sùm là để vô, mà để kêu đó là chỉ nước tiêu thôi chứ không được nào không tiêu đó. Nên là quý vị muốn để đó là quý vị phải coi chừng, chứ còn không coi chừng là khổ ông sư, chứ không có được nào tránh khỏi. Ông sư ngày ăn con buổi mà chơi bỏ nguyên cái dấu vô đó là thôi, chơi chia nước mà chết thôi. Chứ không có đường nào tránh khỏi đó. Dần cái gì mình ăn cái gì thì mình dần cho ông sư cái đó. Ngày ăn mấy món ít ít kia ông sùm đó. Thì mà mấy món vậy đó thì từ từ rồi mình sẽ hiểu ha. Cái còn đừng cái kiểu nghe nói ông sư nhận thích dưa hấu thì chơi nguyên cái dưa hấu, thằng thích ăn cốm chơi nguyên cái cốm vô trên nước mà đổ lệ thôi. Nó một cái thai vậy. Dạ sa thú và con kính tri ân sư Liễu Tông. Sẵn hỏi vấn đề khất thực, và con mới đọc bài báo thì ở bên Thái Lan bây giờ thì chư tăng bị tình trạng là dư cân là thừa cân hay là mập đó, đại khái như vậy. Thì bắt đầu nó có chương trình là phải đi vòng vòng chùa, tập thể dục vân vân. Dạ thì đây ý của con muốn suy tư ở chỗ rằng là cái vật thực bây giờ nó có nhiều cái ở trong vật thực, nó có nhiều cái thuốc để mà tăng cân đó chứ. Tức là người ta nuôi cái con gì người ta cũng bỏ thuốc cho nó lớn lại đó, thì nó thuốc nó vẫn còn ở trong đó. Cho nên nó làm vợ chúng ta rất là dễ mập. Thì đây con hỏi rằng là như vậy thì có một cái cách thức nào để mà giúp cho chư tăng giống như là trong cái đồ ăn nó bớt đi những cái chất đó hay không thưa sư, hay là hên xui rồi coi như mình đi khất thực người ta đưa gì mình ăn cái đó thưa sư? Tại vì cái bây giờ những đồ ăn nó có cái chất mà tăng trọng lượng trong đó rất là nhiều. Và thỉnh sư giảng dạy thêm ở điểm này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, thật ra đó thì nếu mình muốn cho chư tăng ăn mà nó đàng hoàng thì mình tự nấu đi. Mình biết cái gì không nên, cái gì có thể quá dư quá nhiều rồi thì bớt. Chứ còn mình đi ra nhất ra tiệm mua thì người ta nấu cái gì mà dân sư cái đó thôi. Mà nếu ông sư họ dân cái mua cái gì cái đó, có nhiều khi nó phải nói với ông sư thì cũng giống như mình ngày thường, nhiều khi có những cái bệnh mà bị dị ứng cái này dị ứng cái kia, hay là không có thích hợp món này món nọ, mà mình dâng cái kiểu đó là ông sư mà ông nhận thì bá thở ông chứ không có được nào đó. Chúng tôi mới qua tháng chúng tôi không có biết cái điều đó. Mình để cái hãy tự dâng cái gì thì mình để ráng mình ăn, mình nhận vừa đủ thì mình ráng mình ăn. Mình thấy tối ngày bị Tào Tháo rượt thì con sư ông ở bên cạnh đó, sư Thái ở bên cạnh qua ông ngày nào chúng tôi đi trì về bác về cái ông ấy đi trước cái cốc ngưng đi qua đi lại giống như ông đi kinh hành vậy đó. Ông coi rồi cái bữa đó ông kêu tôi ra, ông nói họ cho cái gì thì chuyện của họ, còn cái gì mình cảm thấy mình có thể mình bị phản ứng đó thì mình nghe là nếm cái thôi, chứ không cần để phải ăn mà nhiều vậy. Mình ăn cái kiểu đó là mình hại mình chứ không hại ai đó. Lúc mà tu mà không có rành nhiều, nên nó cứ tưởng nhận cái gì là phải dùng cái đó. Nên không cái nào mình để mình bị dị ứng, bị có thể là nó làm cho mình bị này bị nọ, thì cái đó thì mình chỉ cần đưa lên nếm chút vậy thôi. Còn cái phần dư đó để cho học trò ăn, hoặc nhiều khi có mấy cái chú cẩu mà nó hay lang thang chùa mình cho nó ăn cũng được. Chứ còn mình không phải lúc nào mình cũng thấy hết cái đó nào. Người đi mình phải coi món nào dùng được mới dùng, còn dùng cũng được ấy. Nhưng mà đa số những cái người mà Thái thì nó rảnh nhiều, thì chỉ có đàn ông đi làm thôi, giống như mình vậy đó. Mấy bà ở nhà bà tỉ mỉ bà nấu xong rồi sáng sau bà đem ra bà dâng cho ông sư. Thành ra những cái đó ăn thì nó đỡ bị này bị nọ.
Còn mấy cái người mà giống như du khách là lâu lâu qua đó để đứng trước cái tiệm đó, nó ra mua 2 phần 3 phần gì để dân cho ông sư, thì mấy cái đó ông thật sự mấy ông sư cũng sợ lắm, bởi vì không biết nó bỏ nhiều khi bỏ bột ngọt nhiều mình ăn vô mình cũng chết, bỏ gì ăn vô cũng nó rất là nguy hiểm. Mình nhiều khi cái đó là cái trường hợp cực chẳng đã mình mới ra mua ấy thôi, chứ còn nếu mình làm được thì nên làm thì nó tốt hơn. Nam mô Bụt Thầy nhé. Dạ sa thú dạ con kính tri ân sư Liễu Tông đã giảng dạy thêm cái thắc mắc của con. Dạ xin mời quý Phật tử nãy giờ không biết Minh Tâm có bỏ qua câu hỏi nào của quý vị không ạ? Hôm nay sao room đề ba yếu quá vậy? Dạ mời quý vị nêu lên những thắc mắc ạ. Dạ, lâu lâu Minh Tâm mới có duyên làm MC bữa quý vị quan hỷ để mặt đặt câu hỏi dùng cái. Rồi định tuệ song tu boss lên, kính thưa sư, có phải sự khéo tác ý yoniso manasikara hay không khéo tác ý á? Yoniso manasikara diễn ra ở giai đoạn tâm hướng ý môn mano dwarawachana phải không thưa sư? Dạ con kính thỉnh sư Liễu Tông ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Đang nguyên cái chữ mà vô đi sổ mà nó sẽ cà rá nó chỉ cho trí tuệ, chứ nó không có chỉ cho ấy là cái khả năng mà có thể là phán xét phán đoán được, thành ra không thể là chỗ đó nó, mà nó nằm trong cái chuốn có những cái động tốc, nhiều động tốc vậy đó, nó mới mình mới có khả năng mình quán cái đó, chứ không phải là ở cái ý môn của tâm. Ý môn của tâm là cái tâm đó nó không có cái tâm sở tệ quyền nó đi theo, thành ra cái đó là nó chỉ mano, cái ý môn của tâm nó chỉ là cái tâm để nó giới thiệu cái động tốc vô mà thôi, chứ nó không có cái nhiệm vụ gì mà nghĩa là phán xét này phán xét kia. Thường thường quan sát là từ cái động tóc á, chứ không phải cái. Thành ra nó có nhiều cái chuyện mà mình nói coi cái này cho kỹ trước khi mình làm gì. Ví dụ như bây giờ mình nói là mình đang hành thiền tứ xứ thiền gì đó, cái mình thấy cái mình em thấy à, nghe mình em nghe à, cái chuyện đó là cái chuyện nó thật sự rất là chuyện vô ích. Tại sao nó là chuyện vô ích? Bởi thấy à nghe à nó có cái quả, nó không có làm được gì đó. Còn cái chuyện biết cái sự thấy đó hay biết cái sự nghe đó, nó phải nằm trong động tốc, bởi động tốc là những cái giai đoạn tạo nghiệp. Thì mình hành là mình đang tạo nghiệp mới, nghiệp để cho nó mình quan sát chính xác những cái điều này nó xảy ra ở trong cái lộ của ý của mình. Thành ra mình em thấy là thấy hàng nghe, tức là mình chỉ thấy có được có một cái, mà gọi là cái quả thì nó không có giúp đỡ gì được mình cả. Nhưng mà mình hành pháp rồi mình phải ở cái giai đoạn mình tạo nghiệp đó, thành ra cái động tốc nó mới làm cái việc đó, chứ không phải là cái những cái tâm khác nó làm việc đó. Thứ nhất, cái thứ hai là cảm ơn cái vị mà học online này kỳ rồi hỏi câu đó, chúng tôi có hơi nghĩa là sơ ý chút, tại vì cái chữ sở là thị đậm má đó, cái chữ đó đó chữ thái nó viết chữ thò, thò thái nên thì nó có hai da, nó hai có hai chữ đọc giống nhau đó, một chữ nó viết do nó viết thì khác mà nó đọc giống nhau. Nhưng mà chúng tôi về chúng tôi coi lại cái chữ thò mà dùng để viết cái chữ đó đó, cái chữ mà hỏi từng rồi đó, trong cái bản so sánh của bản của Bali Text Society, tức là cái bản viết Bali theo Romance đó, thì cái chữ đó nó lại không có chữ H, thành ra chỉ viết chỉ có chữ D thôi. Thành ra nếu mà chúng tôi tại vì không có lúc đó là có lẽ là nó hơi sơ ý, thành ra mình nhớ cái âm mà đọc thôi đó, thành ra mình đọc thành chữ Tho, đọc Tho. Bởi vì trong tiếng Thái Bồ Rí Xà Tham Ma Xá La Thí thì ra nó đọc thành chữ Tho.
thành ra chúng tôi sẽ ý là giảng kỳ rồi chỗ đó anh ông được chính xác, thành ra sẵn dịp đây đã đính chánh vô đó rồi, xin lỗi đã sơ ý chỗ đó. Nam mô Bích Thà Giá. Dạ sa thú sa thú, và kính tri ân sư Liễu Tông. Dạ xin mời quý vị chúng ta tiếp tục ạ, nêu lên những thắc mắc của mình ạ. Dạ thấy bàn tay của Nguyên Như, mời Nguyên Như lên ạ. Nam mô Bích Thà Giá. Dạ bạch ngài, con xin hỏi trong cái bài kinh Vô Ngã Tướng này đó bạch ngài, nó là một cái bài kinh quan trọng thứ nhì, cũng là một cái bài kinh thứ nhì mà Phật thuyết cho năm anh em Kiều Trần Như, thì có phải là sao cái bài Tham Má Chắc là chỉ có một cái ngày Kiều Trần Như là được đắc quả hay thôi, rồi một tuần sau đó là giống như Đức Phật thấy không êm rồi, thành ra phải giảng tiếp một cái bài sau đó là Vô Ngã Tướng. Khi mà con đọc vô á, thì tất cả đều nói về cái ngũ uẩn hết, mà cái đầu tiên á, thì ngài nhấn mạnh ngũ uẩn nói trong cái về cái khổ, rồi thứ nhì á, thì ngài lại nói là vô ngã. Nếu mà như vậy đó thì theo cái Phật giáo phát triển đó bạch ngài, người ta giải thích về cái vô ngã của cái đạo Phật là sao bạch ngài? Tự vì người ta lại thêm một cái a lại gia thức là một có một cái linh hồn, cái bất biến á, tiềm tàng ở trong cái sự hiểu biết của ở bên Phật giáo phát triển. Như vậy thì họ giải thích làm sao về cái vô ngã bạch ngài? Và con xin dâng bích lại cho ngài ạ. Nam mô Bích Thà Giá. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, cái chuyện đó là chuyện bên đó chúng tôi không có rành cái sự giải thích của họ về cái chuyện đó, thành ra không có dám trả lời. Còn bên hệ Nguyên Thủy thì mình muốn giải thích cái đó phải dựa vào cái nghĩa của từng cái chữ, chứ không phải là mình muốn nói gì cũng được. Thì trong hệ Nguyên Thủy thì họ nói theo từng cái nghĩa đó như thế nào thế nào. Thành ra cái trong cái chữ mà vô ngã đó theo từ điển Bali thì nó tới bốn nghĩa khác nhau đó, chứ không phải là thông thường để đối lập đi cái từ ngã đó. Thành ra trong cái từ mà cái gì chờ tôi thì chúng tôi lấy cái kiến nè. Đó. Thì trong sách của Hệ Nguyên Thủy thì giải thích cái chuyện Anatta đó, nó có bốn chuyện để nói. Thứ nhất là Anatta có nghĩa là không chiều theo ý muốn của một ai. Quá xạ quá thả nát thả. Cái thứ hai đó Anatta có nghĩa là vô chủ, nó là không ai làm chủ cả. Xảm lý cạch thả. Cái thứ ba là xuẩn giá tạch thả. Anatta có nghĩa là không, nghĩa là không phải ta, không phải của ta. Cái thứ tư Anatta có nghĩa là phủ nhận cái tà thiết của nhóm ngoại đạo, tức là nhóm ngoại đạo chấp con cái đại ngã đó. Thì đó là bốn nghĩa trong này, bốn nghĩa này. Thì cái chữ Anatta đó nó có nghĩa ba cái, trong cái bài kinh Vô Ngã Tướng nó nằm ở trong ba cái nghĩa trên. Còn cái nghĩa thứ tư là chỉ trong số cái bài kinh mà liên quan tới những cái chủ thuyết của ngoại đạo đó. Thành ra có nhà nó tài chỗ này có nghĩa là phủ nhận cái đó. Đó thành ra trong bài kinh mà Anatta là Lakhana đó thì Rūpaṁ Bhikkhave Anatta đó. Thì bắt đầu là từ đó nha. Này chưa tỳ kheo, sắc quẩn là vô ngã. Thật vậy, nếu sắc quẩn này là ngã thì sắc quẩn này không có bị bệnh, không có cái này, tức là không có bị cái điều kiện gì mà chi phối cả, mà điều kiện chi phối cả. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, sắc quẩn là vô ngã. Nếu sắc là ngã thì cái sắc quẩn này đó, mình có thể mình điều khiển được cái người mà chấp rồi cái ngã trong cái sắc quẩn đó, cho được như thế này, cho sắc quẩn tôi được như thế kia, rồi này kim trùng đó, thì cái đó là không có làm được.
thành ra do đó là cái thai vô chủ là không ai làm chủ nó cả. Nếu mình làm chủ thì mình có thể mình xài kiến được. Cái thứ ba có nghĩa là không là gì đó, là cái pháp đó đó là nó không 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 theo cái điều kiện của bất cứ người nào. Thành ra thì giải thích là vậy. Còn nếu mà cái vô ngã mà chấp theo tà kiến, chấp từ sắc có này sắc có nọ đó, thì thường thường người ta dễ hiểu lầm lắm, người ta dễ hiểu lầm tại sao mình chấp vô cái đó. Tại vì cái chữ atta đó, atta thì nó không có bốn nghĩa. Atta có bốn nghĩa: citta ca ye sa phê qua chả sổ atta paramatta ni. Thì chữ atta nó có bốn nghĩa, là nghĩa nhất là tâm, citta đó, nghĩa thứ hai là thân ca dê, nghĩa thứ ba là sa pha quê chả, tức là thực tánh pháp, và nghĩa từ là ba ra mắt ta ní, tức là đại ngã. Đại ngã này là theo ý nghĩa ngoại đạo đó. Thành ra có nhiều cái chuyện là mình, nếu mình hiểu được cái chỗ này thì mình dịch được rất nhiều cái đoạn kinh, bất cứ kinh nào mình cũng ấy được hết. Thí dụ như một trong những cái chữ mà ta nghĩa là tâm là như thế nào, thí dụ như mình nói ạch tạ sấm mà bà ní, tức là đặt tâm đúng trong thiện pháp đó. Tức là nó đi, nó có những số cái điều kiện như vậy đó. Thành còn ngược lại là atta micchā paññitthī, tức là để tâm sai lầm theo cái ác pháp. Thì đó là những cái mà như vậy. Nhưng mà tại sao mà người ta sẽ có thể hiểu lầm thì chấp cái này được? Tại vì trong cái nghĩa là atta còn có nghĩa là thân thể nữa đó. Tức là dịch tê ca dê đó là thân thể. Thành ra khi mình nghĩ là thân thể, tức là nó phải có cái gì đó, anh ra chấp từ đó nó ra bao nhiêu chuyện. Rồi mạnh ai cái giải thích như vậy đó, thì dựa vào cái chú giải và kinh này thì người ta mới chiết cho nghĩa cho mình bốn cái nghĩa của cái anatta là như vậy, chứ không có ấy. Còn nếu mà nói giải thích theo bên Phật tông như thế nào thì chúng tôi không có dám bàn, bởi vì mình không học bên đó. Mình bàn đó nó trật lắc, mình lại bị người ta nói là mình cố tình mình xuyên tạc người ta nữa. Nam mô Bích Thầy giá. Cái thứ hai, cái bài kinh nãy chúng tôi để về chúng tôi coi lại, tại vì lý do đó là Việt Nam cái bộ mà Tam Tạng Việt Nam mình dịch ra đó, họ không có đánh dấu theo cái kiểu mà của cái bộ Tam Tạng của Bali được kết tập Tam Tạng lần thứ 6. Thành ra tìm ra rất khó, chúng tôi tìm không ra, mất cái giờ đi chúng tôi về. Chúng tôi dựa vào cái bản Bali của Thái để chúng tôi tìm ở nằm đâu rồi chúng tôi sẽ cho biết. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, sa thú và kính tri ân sư Liễu Tông. Xin mời quý vị chúng ta tiếp tục ạ. Dạ, nãy giờ nếu Minh Tâm có sót qua câu hỏi nào của quý vị, mong quý vị hoan hỷ copy post lại nha. Con thấy định tuệ song tu, kính xin sư giải thích sự khác nhau giữa thọ xả upekkha và thọ không khổ không lạc adukkha masukkha. Dạ con kính thỉnh sư Liễu Tông. Nam mô Bích Thầy giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra mình nói cái xả này nó có tới cái chục chuyện để nói, cho không phải là một hai chuyện. Nó có 10 cái khác nhau mà liên quan tới cái xã này, chứ không phải là một hai cái. Thành ra nó rất là nhiều chuyện đó. Nó gồm có cái xã phải dựa theo cái chi pháp của nó, chứ không thể nào mình muốn nói sao cũng được. Nó có 10 cái chuyện để nói đó, chứ không phải một hai chuyện. Thì mình không biết cái chuyện đó như thế nào phải dựa vào chi pháp. Bởi vì có những cái xã, cái tâm sở của cái tâm sở mà chỉ cho cái xã đó đó,
nó là tâm trở tập tà ra mắt chất ta, tức là mình thường thường là dịch tâm trở trung tính rồi này kia ông đó, thì cái đó nó lại khác. Thì cái đó hoặc là cái tâm xã mà gọi là u bệ khả ba la mi đó, xã ba la mật nó lại khác, mà xã tứ vô lượng tâm nó lại khác, nó có nhiều rất nhiều chuyện. Thành ra cái chữ thọ xã là u bệ khả đó, mà thọ không khổ không lạc, cái đó hai đó đó, cái trạng thái nó tương đối nó giống nhau, nhưng mà nó phải nằm ở cái chỗ nào đó mình không biết giải thích được, chứ còn hỏi cách răng cắn này rồi không biết dựa chỗ nào để giải thích, nên biết dựa chỗ nào để giải thích được, thành ra phải cho biết nó nằm ở chỗ nào để mới dựa vào chỗ đó để tìm ra chi pháp để mới giải thích được. Dạ, sa thú lành thai và kính tri ân sư Liễu Tông. Dạ, xin mời quý vị chúng ta tiếp tục ạ. Nêu lên những thắc mắc của mình ạ. Dạ, chú Kinh Melinda đi chơi về rồi, có khỏe không? Dạ, mời chú Kinh lên đặt vài câu hỏi ạ. À, ông là thấy chú Kinh ngao du... Sơn là núi ha, dạ, Sơn Thủy, dạ, Ngao Du núi biển, dạ, tại chỗ chú Kinh đi có cả hai luôn, dạ, núi và biển luôn. Dạ, xin mời chú Kinh lên nha. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, kính lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào tất cả quý vị. Một khai đó. Như này đi còn khai rồi này, à, đi về đi, bệnh luôn, à, thì ta để trong cái vấn đề vô ngã này, con có nhớ tới cái chuyện mà mấy cái vị mà người ta nói là về mà cái sự mà tục sinh đó thưa sư, à, khi mà có một số vị người ta cho rằng khi mà một người mà tục sinh thì người ta thông thường á, thông thường thì theo người thường mình thì phải do nghiệp đưa đi tục sinh, nhưng mà có một số người ta nói người ta muốn được tục sinh cõi này cõi kia, muốn trở về để này kia nọ thì họ có thể tục sinh theo ý muốn được, chẳng hạn như mấy ông Lạt Ma đó ha, có thể tục sinh theo ý muốn. Thì như vậy theo như sư thì vấn đề này mình phải hiểu như thế nào, và nếu mà nó có thể ý muốn được thì chuyện này cũng gai go, yeah, con cũng thỉnh sư giải thích rõ ràng về vấn đề. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, kính bạch chư Tôn Hiền. Dạ, kính thưa chư quý vị. Tục sinh theo ý muốn thì nó phải có điều kiện, chứ còn mình nói ra giống như mấy ông Lạc Ma ông tu như thế nào chúng tôi không biết, nhưng mà nếu ông nói tục sinh như ý muốn thì cái đó chắc chắn là nó không chính xác rồi. Bởi vì nếu mà tục sinh trong ý muốn đó thì cái lúc mà mấy ông sắp đi đoàn tụ, mấy ông phải kêu cái người kêu học trò đằng này kia, mấy ông Lạc Ma mai kế mình lại đây, tôi chết tới cái gia đình đó, tên đó, tôi đầu thai vô đó, thì cái đó mới là nghe là điều khiển được. Còn bây giờ chỉ rồi cái, cũng không chắc ai là đúng hết đó. Quý vị biết bây giờ mà cái ông mà có thể lên thay thế Lạt Ma có tới hai ông, một ông của Tây Tạng nó lựa, cái ông Tây Tạng này, Duy Dân nó lựa, nó là ông Lạt Ma của ông thứ mấy sanh lại đó. Còn anh Trạch, anh Ba Trạch, anh cũng nói đây là cái ông này tôi lựa, cũng đây là cũng là thông lo tục sinh, mà bây giờ đâu ai biết ai là ai đâu, nghe không? Nếu mà mình điều khiển được, mình theo ý muốn mình được thì mình phải chỉ tại chỗ đó thôi, chứ không có chỗ nào khác đó. Còn này là đi tìm coi cái ông nào mà giống như bên mình thôi nôi rồi bỏ ra một đống cái ông đó, ông chụp cái chuông cái mỏ cái mình nói ông đó Lạt Ma sanh lại sẽ được. Rồi chuyện đó là chuyện không thể xảy ra được. Đó. Nghĩa là những vị Bồ Tát mà được thọ ký rồi đó thì trong một vài trường hợp có thể nguyên sanh lại được. Rồi trong chú giải có giải thích cái gì đó, sanh về cái cõi mà đầu xuất, nghĩa là bình thường chưa 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 phải là cái kiếp áp chót
thì ông ta quán lại lên đó, Bồ Tát quán lại mới thấy mà thiếu gì, thì mình nên về cái chỗ đó để tạo tê tiếp. Thì ông ta nguyện để cho chi quýt tiên si, thắng nam chi quýt tiên si, sắc chi quýt tiên si, tiên thứ giá đó, nghĩa là không làm việc nữa, tức là quả tự tử đó, nó trắng là tự tử đó. Bởi hai cái đó mà nó không làm việc đó là rớt xuống cái cõi mà mình muốn để tạo cái nghiệp. Thì trong một vài trường hợp có thể làm được, mà thọ đã phải là cái thứ mà thọ được thọ ký rồi, chứ còn cái hạ mà chưa được thọ ký cũng có khả năng để mà làm. Thành ra cái chuyện mà để được như vậy đó, nó phải có điều kiện chứ không phải không. Mà cái năng lực nó mạnh, chứ nếu mà nó mà cái khả năng mà có thể làm được á, không phải dễ đâu quý vị. Bởi vì mình gieo nghiệp rồi mình phải đi theo cái nghiệp của mình gieo, chứ còn mình nói muốn nói làm sao cũng được thì không có đúng. Ví dụ như bây giờ mình nói về dễ hiểu nè, mình đó thì nói là có thể hiện được, thể hiện để làm gì đó, Đức Phật sau khi nếu bạn thể hiện giùm sùm đó, cái chuyện đó là chuyện không có đúng. Bởi vì cái lý do đó, có một chuyện nó không ai muốn, không ai muốn nhận nó đó, nhưng mà nó vẫn xuất hiện cho tất cả mọi người, cái đó là cái chết. Bây giờ mình có làm cách mấy giờ mình cũng phải chết thôi, chứ làm sao mà nói nhau ngấp ngáp cái thể hiện cho khác, nào. Bây giờ trong room này đó hỏi bao nhiêu người ngoài trường các vị và thánh tứ thánh quả chúng tôi không có bàn. Còn các vị còn lại họ có dám không? Cho nên tôi không có muốn nghe thêm cái sự chết đâu, phải không? Chắc chắn cái đó là cái đương nhiên là tất cả mọi người đều phải nhận cái đó. Mà khi mà nhận rồi đó, thường có những cái chuyện mà mình không thể hiểu được á, chúng tôi nói là trong room này chúng tôi nói là cái bốn tòa lâu đài của mình là chắc chắn mình phải về bốn tòa lâu đài đó rồi. Cái chuyện mà mình lâu lâu mình không có về bốn tòa lâu đài đó, giống như cái chuyện mà đi du lịch vậy đó. Trong cái cuộc đời của mình á, mình lo đi làm, tức là mình tạo nghiệp ác nhiều, lâu lâu có dịp có được đi du lịch. Thì cái việc đi du lịch trong một đời sống của một người giống như là sau bao nhiêu năm mà cái đi lại về về bốn đường ác đạo rồi ra lâu lâu có được cái hên được sanh về cõi đó, giống như được phần thưởng vậy thôi, chứ đâu gì chắc chắn đâu. Nhưng mà cái chuyện mà đi xuống là chắc chắn một trong bốn đường ác đạo là chắc chắn, bởi vì trong một ngày trong một đời của mình á, mình đi làm để mình nuôi cái mạng này bao nhiêu ngày. Và cái ngày nghỉ mình được nghỉ bao nhiêu ngày. Mà trong cái ngày nghỉ đó, tới đó mình nghe xin thọ tòng nguyện ngũ giới được bao nhiêu lần. Mà mình cứ nghĩ là mình trước sau thì mình phải đi lên đâu. Lên cõi trời ơi thì có, đi lên đâu. Thấy không? Mình phải so sánh trong đời mình hằng ngày có những cái chuyện đó. Mình làm xấu rất nhiều, nhưng khi mình lâu lâu mình làm tốt được cái nguyện để sanh chỗ này chỗ nó được này được nọ, cái đó là cái chuyện tào lao nhất đó. Mà chúng ta cứ làm hoài, lặp đi lặp lại hoài, chuyện đó làm sao xảy ra được. Trong đời mình làm ác nhiều hơn, nói một ngày đó 12 tâm bất thiện phát sanh nhiều với mình hơn 8 tâm đại thiện phát sanh nhiều hơn, thấy không? Mình làm từ nghiệp ác này tới nghiệp ác nọ, nhưng mà cái chừng mình vô mua nải chuối cúng Đức Phật thì nguyện sanh về cõi đâu xuất để được gặp Bồ Tát học pháp tiếp tục. Về lên đó ngài có dạy mình cũng biết ngài dạy gì, đây mình có học đâu, mình lên học tiếp, thấy không? Thành bây giờ giáo pháp còn ráng học kinh nhiều thì mai mốt lỡ gặp Bồ Tát còn biết được, chứ còn không đừng hy vọng. Cái hy vọng cái chuyện trúng số 1.6 tỷ không đậu được. Nam mô Bích Thầy á. Dạ sao dạ kính chân từ hồi đến phòng. Nhưng mà sư nói như vậy thì có vẻ là negative quá, thì giờ sư cho Phật tử biết có một cách nào để mà trong cái đời sống hàng ngày của mình lấy một cái sự bảo đảm để mình có thể được chết được sanh về làm người hoặc cõi trời, không sư? Chẳng hạn như mỗi ngày phải làm như thế nào, đọc kinh rồi hành thiền rồi làm những việc phước thiện trong ngày liên tục, rồi nguyện những cái lời chú nguyện của mình nó có thể đem đến một kết quả nào, không sư? Giống như là một cái visa để mà được về cõi trời, chứ mà mình không khéo thì cái đời sống thấy là toàn đi xuống không lên không được. Theo như sư có cách nào cho Phật tử được thực hiện rồi hữu hiệu quá không như thế này hay chết là chắc cú là lên cõi trời hoặc làm người. Nam mô Bích Thầy Giá, là cùng thánh sư.
Nam mô Bổn Thầy Giá Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Nghĩa là mình có cái sự chắc chắn để mình được dạng còn một quả an vui nào đó, cái đó là không không thể xảy ra rồi, không thể xảy ra ngoài trừ bậc thánh mà thôi. Bậc thánh thì chắc chắn là tại vì người ta đã làm cho bốn cái đường ác đạo nó không còn nữa, nó không còn ra khi mà họ làm bất cứ cái thiện nào đó. Bởi vì tại sao bậc thánh chắc chắn là ở cái cõi an vui? Bởi vì ta nói ngũ giới bất trì thì nhân thiên lộ triệt, nhưng mà bậc thánh tức là thọ bao nhiêu giới thì trong sạch bao nhiêu giới. Bậc thánh thí dụ bậc sơ quả thông thường dù ở con người họ thọ tam quyền ngũ giới thì họ rất trong sạch trong cái ngũ giới đó, thành họ mới gan ti được cái kiếp sau. Còn mình đó là luôn luôn là ngũ giới bất trì chứ làm sao trì trì chỗ nào. Mình từ sáng tới chiều nói cái miệng không, mình nói chuyện tào lao nhiều, tức là cái giới khẩu mình đã phạm liên tục như vậy rồi, mình đòi đi đâu, thấy không? Nhưng mà có những cái trường hợp, thí dụ như cái gần cái lúc cuối cùng đó, cái đó là không phải do mình muốn mà được hay gì rồi đó. Nếu tiền nghiệp mình quá tốt thì cái lần cuối cái lộ cần tử lúc mình ngáp ngáp không ngáp đó, tự nhiên xuất hiện một cái bậc mà có giới đức này kia nói cho mình vài nghe vài câu đó, rồi mình phát sanh đức tin ngay lúc đó, thì nó giúp cho mình được đi về cõi vui. Nhưng mà tương tư quý vị đó, lên vài bữa cũng xuống thôi, tại vì nghiệp ác mình thì nhiều hơn nghiệp thiện, thấy không? Trong đời mình chắc chắn nghiệp ác nó phải nhiều nghiệp thiện rồi, thành ra nghe là bắt đầu từ giờ này mình ráng cố gắng, mình nghe dành thì giờ nhiều về cho Phật pháp nhiều hơn, mình học cho mình, đừng học để đi nổ thì không có nên. Nghĩa là tối thiểu đó, mỗi một ngày đó, khi mà mình cái tâm mình bắt đầu có cái ác gì đó, nghĩa là thí dụ như bây giờ tự nhiên tôi ngồi nghĩ tới ai đó, tự nhiên mình thấy có sự không vừa lòng thì mình nên biết đủ chỗ đó, tức là xin cho cái ác pháp này, nghe mình đối trị liền là xin cho ác pháp này đừng trở lại nữa, và cố gắng mình nhớ như vậy đó thì nó mới bớt lần lần được. Còn này mình ngồi mình thấy cái anh mà cà chớn như mình mấy bữa trước, bây giờ mình nghe nó bị nạn xấu hay bị gì gì rồi, mình ngồi mình đã khoái chí cả nửa ngày thì làm sao mình muốn đi về cõi tốt về được, bởi vì mình đã không tri túc trong pháp ác, trong cái ác pháp rồi. Đó. Trong kinh điển nè, các bậc trí cũng dạy là không bao giờ tri túc trong ác pháp đó, mà nên tri túc trong ác pháp mà không bao giờ tri túc trong thiện pháp. Nghe thiện pháp là không bao giờ biết đủ đó, lúc nào cũng thấy mình còn thiếu thì có cơ hội nào đều làm thôi. Còn ác pháp dầu rằng cái chuyện rất là nhỏ, cái sự bất bình nào đó mình cũng cho rằng quá đủ rồi, nên tri túc cái ngày cho đó liền thì mình mới có cơ hội mình đi lên thôi, chứ còn bây giờ đó đâu phải dễ đâu, thấy không? Mình nghe ai đó mà lỡ tào lao cái mà là mình ngồi mình đã cái nhất cái tên nó qua mà nó hơi nó cà chớn như mình, rồi bữa nay nó bị cái nghiệp cái xấu nào theo kịp là mình ngồi mình đã đời thoải mái cả ngày thì rồi sao cái tâm lúc đó là tâm gì, mình kinh học gì pháp rồi đó, biết cái lúc đó cái tâm là tâm gì, phải không? Mà cái tâm nó đã như vậy mà đòi cái đi lên là cái chuyện không thể xảy ra được đó. Mà cái tâm đó lúc đó cái mặt nó đã xấu rồi mà còn đeo viếng đen thì coi chừng đó, mẫu thân nhìn không ra đó. Nó mô với thầy á. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Con đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Ngài Liễu Tâm, Chư Tôn Đức Tăng hiện diện, kính lễ quý bà quý cô tu nữ và thân chào toàn thể quý Phật tử. Dạ, không biết đạo tràng có nghe con nói không ạ? Cho con xin một tín hiệu. Alo, alo. Cảm ơn thầy Nhi, cảm ơn Sư Phật, cảm ơn thầy Lạc, dạ cảm ơn Tâm. Dạ, sáng đêm nay thì
Bây giờ con tranh thủ con có một câu hỏi mà con ngủ không được đến 1 giờ con chưa ngủ. Vì con biết học trong vi diệu pháp, khi mà mình có cái tâm hoài nghi, nhất là hoài nghi Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, tội rất nặng. Nhưng mà khi mà cái kiến á, thì có chỉ có 8, mà cái tà kiến nó tới 62 cái tà kiến. Nhưng con hỏi đây, con xin sám hối với Đức Phật, trước tiên là Đức Phật. Là vì trước khi con đặt câu hỏi thì con xin diễn tả một cái, con hơi hoài nghi. Cái nghĩa là vừa rồi ở Tứ Phương Tăng, có một thí chủ dân Xá Lợi Phật. Khi mà con thấy để xung quanh mà trước khi chưa đem lên tháp á, thì con thấy cái nó nhọn lên, con không có thấy cái chiếu gì, cái giống như hộp xoàn á, con không thấy, cho nên là con hơi hoài nghi. Là vì con muốn hỏi để cho đạo tràng trong đây con cũng thấy được 30 mấy người trong con, mà con trình bày ra để cho mọi người đều hiểu. Là vì con thấy Đức Phật đã tịch diệt đến nay là hơn 2000, nhiều hơn hai, đại khái là hơn 2000 năm. Nhưng cái Xá Lợi Phật á, trên toàn thế giới này, nếu nơi nào có chùa thì chắc chắn là đều có thờ Xá Lợi Phật. Nhưng cái Xá Lợi Phật á, thì nếu mà có tồn tại trên 2000 năm tới bây giờ á, thì họ như vậy á, cái Xá Lợi nó có thật của Đức Phật hay là họ giả ra để họ phỉ bán, họ mua bán luôn. Con thấy có người nói đi thỉnh thì con không có hiểu, nhưng mà con thắc mắc, đêm nay con ngủ không được, không biết là nói không biết là nên hỏi hay không nên hỏi. Nhưng cuối cùng cái lúc con buồn ngủ quá rồi, con nói dứt khoát sáng nay là phải hỏi. Là ý con muốn hỏi tóm tắt lại là Xá Lợi Phật là có thật hay không. Dạ, con kính con thỉnh à. Nam mô Bích Thà gia, kính bậc chư tổ mẹ già, kính thưa chư quý vị, Xá Lợi Phật thì có thật, nhưng mà cái mình thấy đó có là phải cái thứ thiệt hay không thì chuyện đó không ai dám bảo đảm hết đó. No more respect guarantee hả? Nhưng mà tại sao chúng tôi nói Xá Lợi Phật có thật? Bởi vì Xá Lợi Phật của Đức Phật tồn tại tới 5000 năm rồi. 5000 năm tất cả những cái Xá Lợi của Ngài nó tụ tập ở cái Bồ Đề Đạo Tràng bây giờ đó. Trong chú giải nó là Ngài tụ tập giống như hình một cái vị Phật để biểu diễn song thông. Mà sau này có người nói là Ngài thuyết pháp thì chúng tôi không biết có thiết hay không biết, nhưng mà trong chú giải nó là biểu diễn song thông đó. Biểu diễn song thông thì lúc đó là sau đó thì do cái nguyện mà cái Atit Tha Na, tức là cái chí nguyện của Ngài đó, thì cái tê cho tha tụ của những cái xa lại đó là tự động nó thiêu những cái xa lại còn đó cho 5000 năm đó. Nhưng mà bây giờ đa số các chùa thì nó có Xá Lợi Phật, chúng tôi không biết có thứ thiệt hay không mà chúng tôi không biết. Bởi vì đa số hồi ngày xưa đó thì các Xá Lợi đều thờ ở bên Ấn Độ. Mà Ấn Độ khi mà Hồi giáo vô nó phá như vậy thì đa số cái Xá Lợi đó đều được chư thiên thỉnh về các cung trời hay chết thông để lại như này đâu. Bởi vì cái nơi nào mà ngay cả cái chùa, bất cứ chùa nào bây giờ mà chư tăng mà có Xá Lợi mà không đàng hoàng, không giữ giới trong sạch thì chắc chắn cái Xá Lợi đó cũng sẽ được chư thiên thánh đi, với người ta không để cho mình có cái Xá Lợi đó. Thành ra ở các cõi trời và có lẽ Xá Lợi nhiều hơn ở cõi Ta Bà này, nhưng mà cái Xá Lợi vẫn còn cho tới đúng 5000 năm, 5 năm của giáo pháp đó, tức là còn khoảng 2400 năm nữa. Để cô muốn biết như thế nào thì con nguyện Ngài đó được sanh về cái cõi
cái Bồ Đề, và người tham nhân thì nghe mới hiểu mới thấy được thôi, chứ còn người dân sanh đứng đó mà được làm cái người lạc vô nhân cái bàn sanh thì cũng không thấy gì đâu. Thì cái đó là cái để có thể chứng minh được cái điều mà người ta đến tiền tụng thì nguyện tới đây, nguyện liền tới đó nghe thấy Đức Phật biểu diễn song thông nhiều khi đắc đạo quả không chừng. Vẫn còn sẽ lại của Đức Phật vẫn còn, nhưng mà không ai có thể mà gan ti cái đó thiệt hay giả. Nam mô Bích Thầy á. Nhưng mà nếu mình tính Phật là có ba hạng, tức là độc giác, toàn giác, độc giác hoặc là tinh nhân giác đó, thì có nhiều cái xá lợi của bậc tinh nhân không chừng, xá lợi của mấy ngày tinh nhân. Còn xá lợi của Đức Phật, Phật toàn giác là hiếm ghê lắm, không ai mà để lang thang đâu. Quý vị biết là mấy cái tháp mà cao như cái tháp mà Siragon đó, cái thờ mấy sợi tóc thôi đó, mà mấy sợi tóc đó, đó cái lúc mà xây cái tháp đó đó, cái bà hoàng hậu hình như là vua Minh Đôn hay là vua gì đó, lúc đó bà có cái viên kim cương lớn lắm. Tôi coi trong cái sách mình nói cái đó là bà viên kim cương đó tới 76 carat đó, thì bà dân cho ông vua để vô cho đó rồi để mấy sợi tóc mình đó để thờ, tức là người ta quý như vậy đó chứ không ai giỡn. Mà ở Miến Điện thì có ba chỗ để thờ tóc, mỗi chỗ mấy sợ thì chúng tôi không biết, nhưng có ba chỗ tất cả. Thứ nhất là cái chùa Wat Bồ Tôn. Wat Bồ Tôn ở trong cái cửa sông mà cái tàu của hai cái vị thân buôn đi vô đó, thì có cũng có cái tháp, nhưng mà cái tháp đó là trong chánh điện á, mà không vô cũng được. Chúng tôi có vô một lần nhưng mà không thấy gì hết, tại vì giữa cái tòa nhà vậy đó, họ đào giống như là cái hồ lớn ở trong đó, rồi giữa đó ta làm cái tháp để thờ tóc, là đứng ngoài ngó thôi chứ không thấy gì hết. Cái chỗ thứ hai là Siragon, tức là tháp ở Giang Gòn. Cái chỗ thứ ba là Chaitiyo, tức là trên cái viên đá mà xiên mà không chịu rớt đó. Vì ba chỗ đó, thành ra nếu gì nào mà có được đi Miến Điện thì nên tới với đó để đảnh lễ. Cái đó là tứ thiệt của Đức Phật đó, Nam Mô Bích Thầy á. Sa thú lành. Dạ con chỉ ăn ngày. Dạ con tranh thủ một câu nữa, vì chưa tới giờ ăn sáng. Vì cũng cái này cũng hỏi về trong thời Đức Phật. Dạ trong thời Đức Phật đó, Đức Phật có bao nhiêu bữa ăn ngon nhất, và có bao nhiêu bữa ăn ngon nhất trước khi ngài tịch diệt Niết Bàn, bạch ngài? Nhà con kính nhìn Đức Phật nhà. Nam mô Bồ Tát, kính bạch chư tôn hiện giả, kính thưa chư quý vị, bữa ăn của Đức Phật bữa nào thì cũng ngon hết đó, nhưng mà ngon cái nào thì trong kinh điển không có nói đâu. Ngài cũng giống như chúng ta đã đi theo bình ai dân gì, nhưng mà chắc chắn là thể dân ngài theo phải thứ thiệt rồi. Nhưng mà bữa cơm mà được gọi là cơm quý đó, tức là bữa cơm ngài dùng trước khi ngài thành Phật, và bữa cơm cuối cùng trước khi ngài Niết Bàn. Bữa cơm cuối cùng đó là cơm đề hồ nấu với thịt heo đó. Còn bữa cơm đầu tiên của ngài Suchada, tức là bà Suchata là bà mẹ của ngài Giá Xạ đó, dân cúng lên cái thang cái mâm, rồi ngài dùng xong ngài quăng cái mâm xuống ăn cái mâm rồi ngài dùng nước đó. Là hai bữa cơm là được kể như người dân là có phước, hay là cũng hai bữa cơm đó là quý nhất trong cái cuộc đời của mỗi vị Phật vậy đó. Đâu phải dễ dàng như mình được làm
được để bác cho Đức Phật trong cái những cái ngày như vậy, rất là hiếm có. Mà vị Phật xuất hiện đó là khó khăn rồi, mà được để bác ngài Bồ Tát trước khi thành Phật và để bác cho Đức Phật trước ngay ngày Niết Bàn, phải nói là vô tiền khoáng hậu trong thời gian nó mô với thầy á. Dạ, sa thú kính trang sư Liễu Tông. Sau đây con thấy định tuệ Song Tu Boston. Kính thưa sư, trong tạng kinh nhiều lần đề cập việc tụng bài kinh Thất Giác Chi để thoát khỏi cơn bệnh của Đức Thế Tôn và các vị thánh đệ tử. Vậy Phật tử ngày nay có nên áp dụng bài kinh Thất Giác Chi để hỗ trợ cho người bệnh thoát hay giảm nhẹ cơn bệnh được không? Kính xin sư giảng dạy, xin sư dạy thêm, ngoài bài kinh Thất Giác Chi còn có những bài kinh nào khác có tác dụng, có quy luật giống bài kinh Thất Giác Chi không? Dạ, con kính thỉnh sư Lưu Tông. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư vị, tất cả các bài kinh nó đều có quy luật giống nhau, nhưng mà tùy theo cái điều kiện của cái bài là mật trong lúc đó, của cái vị đó trong lúc đó thì cái bài nào nó thích hợp mà thôi. Chứ còn thứ nhất á, cái người mà nghe đó nó có ba chi để có cái điều kiện mà nghĩa là đầy đủ để nghe kinh. Thứ nhất, cái người đó không có làm ngỗ nghịch đại tội. Thứ hai, người đó không phải là người tà kiến. Cái thứ ba là có đức tin nơi cái hoài lực của cái bài kinh mà mình tụng. Tức là người đó có nghe không hiểu chứ không nghe, nhưng mà ông hiểu rồi thôi chứ. Có ba điều. Còn cái ba điều kiện của người tụng, người nghe có ba điều kiện, người tụng ba điều kiện. Thứ nhất là tụng đúng mức cái ngôn ngữ Bali, nghĩa là không được sai, không được ngắn và sai đó. Tụng một cách hoàn hảo, nghĩa là không có rớt một hai chữ, hai một hai cái thì mình nói cho chấm phẩy đi ha. Và người đó phải hiểu ý nghĩa của tất cả các đoạn kinh mà mình đang tụng. Cái thứ ba, khi tụng cái tâm của người tụng phải có cái tâm từ, để nghĩa là nguyện cho cái sự lợi ích tới cái người nghe 100%. Đó. Thì mấy cái điều kiện này quý vị có thể tìm thấy trong bài kinh Atanatiyasutta, trong đại trường bộ kinh. Thường thường đó là đa số, ngoài cái nhiều số cái bài kinh mà được đề cập, Đức Phật trực tiếp đề cập đó. Đấy. Nhưng mà khi mình tụng hết bệnh đó, thì tại sao hết bệnh? Mình nhớ chuyện là tại sao hết bệnh. Thứ nhất là nếu mình nghe kinh giống như mình nghe, hoặc mình không có ấy, có đức tin rồi này kia rồi, và người tụng có đủ điều kiện vậy đó, thì làm cho cái người nghe đó phát sinh cái thiền pháp với rất nhiều cái tâm trợ hỷ trong đó. Và khi phát sinh thiền pháp với nhiều cái tâm trợ hỷ có năng lực như vậy đó, thì nó làm cho cái tứ đại của vị đó điều hòa. Vậy tứ đại là phát sinh có bốn cái nhân phát sinh, thì trong đó có cái gọi là tâm. Mình nghe cái tâm nó trở thành tiền pháp, nó có hỷ lạc, thì nó làm cho cái bốn cái đại nó điều hòa. Thì những cái bệnh nào mà liên quan tới vật thực, liên quan tới thời tiết, liên quan tới tâm thì nó sẽ thuyên giảm hoặc là hết. Còn cái nghiệp đó thì rất khó, ngoại trừ cái nghiệp đó là cái nghiệp nhẹ thôi. Thì ấy, chứ cái bệnh do nghiệp thì thường thường chữa cũng chết, không chữa thì cũng tiêu.
Thành ra những điều kiện về thì mới làm cho đó được, chứ không có riêng gì bài kinh thức giác chi cả, bài nào cũng vậy. Hay rồi cái người ấy đó thì hoặc là bài kinh khi mà nành đá cũng được, cái bài kinh nào cũng được đó, đều mà phải tụng với cái điều kiện đó. Điều kiện là mình tụng là không có được nghe lạng qua lúc âm dài âm ngắm, ngừng cái nào ngừng phải ngừng, nó có chỗ ngừng và ly ra ngoài giống như cái ngôn ngữ khác đó. Tụng đúng như vậy thì làm cho người nghe ta có điều kiện, họ không làm cái việc quá ác mà cũng không phải là người tà kiến, mà họ có đức tin, họ có cái sự tin tưởng ở cái bài kinh đó, thì dĩ nhiên là cái phần nó đóng góp rất là lớn trong cái việc làm cái tứ đại nó điều hòa, thì cái chuyện rất là dễ hiểu chứ có đâu. Thì không cần bài tập bài thác cái chi cũng được, nhưng mà câu nhưng mà thường là thác cái chi quý vị đừng tưởng tụng nó dễ, tụng nó rất là khó chứ nó không có dễ. Đúng mà tụng nó khó nhất cái thai mà lỡ người tụng không hiểu hay là tụng mà sai sót một vài cái thì cái năng lực nó yếu à, người yếu mà người nghe không hiểu giá thì cái năng lực càng yếu thêm. Thành ra cả người nghe người tụng đều phải hiểu cái qua lực của bài kinh, cái là ý nghĩa của bài kinh mới phát sanh đức tin, phát sanh nảy nọ mới tạo điều kiện cho cái bệnh mình nó thiên giảm được. Chứ mình nghe cái kiểu mà với tâm tham đó, tại vì mình nghe nó ông sư này ông tụng bài kinh nó linh lắm mà cái mình muốn nghe với cái tâm xấu của mình đó, thì làm sao mà hết bệnh được, thấy không? Nghe là phải có đức tin, có này có nọ đầy đủ những cái điều kiện đó thì cái bài kinh nó mới có hoài lực. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sa thú và kính tri ân sư Liễu Tông. Sau đây Thái Định Tọa Song Tu Boston câu hỏi: kính thưa sư, Phật tử sau khi đã quy y Tam Bảo mà vô tình hay cố ý để lễ lại các vị thần tiên thánh tổ nào không có trong đạo Phật Theravada thì có phải đọc tam quy hay không thưa sư? Mà khi đã đức tam quy thì phải bị những hậu quả gì? Dạ con kính thỉnh sư Liễu Tông. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hay Dạ Kính Thưa Chư Quý Vị. Bất cứ nào mình coi cái gì nào khác mà nó mình đặt cái gì quan trọng hơn ngay Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng trong cái lộ suy nghĩ của mình là đều là đức hết. Ví dụ như mình lúc mình quy giai thì không biết, nhưng thường thường mà phải nói trắng là mình quy với Đức Phật Gotama. Thì khi Đức Phật Gotama đó, Ngài nói tiếng gì? Tiếng Bali. Mà mình quy bằng tiếng Việt, tiếng Tạo thì chắc chắn là không thành. Đầu tiên là không thành cái đó. Chứ đừng nói quy xong rồi cái mình vô mình thờ ông nào không biết. Tối ngày cái réo tên ông đó hoài chứ không có để ý gì tới cái quy. Mà quy mà không biết Đức Phật có bao nhiêu ân đức, Đức Pháp bao nhiêu ân đức, Tăng bao nhiêu ân đức này kia xùm thì cái quy đó nó không thành từ đầu rồi. Nên là muốn quy cho đúng là phải, ít nhất phải học. Các câu mà liên quan tới cái bài quy đó, quy vô trung tâm hộ tông đó đâu ai gì đó, cái lấy người lựa quyển sách quy tâm bảo của ngài Hậu Pháp á, thì trong đó dạy rõ ràng, thì nó đầy đủ vậy đó, thì mình ấy chứ còn thường thường đó, mình quy đúng rồi mà mình ra mình thờ một cái gì nào khác dẫn đức như thường, cái quy công đâu, mà không phải là trong giáo pháp mới có, ở ngoài cũng vậy đó, ngoài gì nào mà ví dụ giờ mình là được tị nạn nhưng được thành dân Mỹ đi, ở Mỹ thành dân Mỹ, cái nghĩa là anh bà chợt mình vô anh quánh Việt Nam của mình, bèn về Việt Nam mình theo mấy Việt Nam mình quánh anh bà chợt, tức là mình mất cái quyền làm công dân Mỹ liền. Thì cái này cũng vậy, tại vì bỏ đi theo chỗ khác là mất quyền làm cái Phật tử rồi. Nhưng mà mình nuôi tâm bảo nó khó khăn hơn. Nhưng mà cái hậu quả là cái hậu quả gì? Cái hậu quả là mình, cái tâm mình nó rối loạn trong cái lộ căn tử. Nó nhớ chuyện đó. Chuyện đó là chuyện lớn chứ không phải chuyện nhỏ. Mình suy nghĩ là mình quy Đức Phật, mình có những hành động nó không có đúng rồi. Này cái em xem. Cái tâm nó rối loạn trong cái lúc lộ căn tử. Mà
mà lộ cần tử mà quý vị biết nó có ác pháp thì chỉ đi đâu rồi, bốn đường ác đạo là nơi nương nhờ chứ không có đường nào khác hết. Nam mô Bổn Thầy á. Dạ sa thú và kính đảnh lễ kính tri ân sư Liễu Tông. Dạ xin mời quý vị Phật tử chúng ta tiếp tục ạ. Dạ để coi lúc này nó đổi giờ rồi, bây giờ là đã là hình như là 5:50 rồi quý vị. Dạ chúng ta còn khoảng 40 phút nữa. Thấy bàn tay của Nguyên Như nhà đã rung, chúng ta ưu tiên cho người giơ tay cho nên xin mời Nguyên Như trước ạ. Nam mô Bổn Thầy á. Dạ Nguyên Như con xin hỏi sư giải thích cho chúng con rõ về cái người khổ vô nhân và cái người lạc vô nhân. Dạ con có theo cái những cái bài về diệu pháp mà nó theo cái đó là nó có tính chất là lý thuyết của bạch sư. Xin sư dạy cho chúng con là nói nôm na trong cái đời thường á, là mình làm cái chuyện gì thì mình sẽ tái sanh làm cái người khổ vô nhân. Còn mình làm những cái chuyện gì mà mình sanh ra làm người lạc vô nhân để cho con dễ hiểu hơn bạch sư. Dạ con xin kính nhân mít cho sư ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tổ mẹ, dạ kính thưa chư quý vị. Trong đời thường mình làm 11 cái loại tâm, ngoại trừ tâm si phóng dật thì sẽ được sanh làm người khổ. Người khổ là vô nhân rồi, vậy người khổ ở bốn đường ác đạo làm sao có nhân được. Người khổ là luôn vô nhân nên ta chỉ nói người khổ thôi. Còn người lạc vô nhân là sao? Cái quả thiện nhưng mà nó không có năng lực. Trong 8 cái tâm thiện mà nó đưa nó là cái nhân của cho chúng sanh đi tới sanh thì nó có hai chuyện để nói. Bốn cái tâm đại thiện mà ly trí đó, nếu mình làm nó có năng lực á, nó có năng lực như là tác ý 3-4 thời nó có năng lực đó, thì khi cho đi sanh thì làm sanh làm người dễ nhân. Mà bốn cái tâm đó mà nó không có đủ năng lực á, thì nó cho sanh làm người lạc vô nhân. Tức là tại gọi là người lạc bởi vì nó là quả của thiện pháp. Nhưng vô nhân là nó sanh với cái tâm mà vô nhân, cái tâm mà quý vị thấy hai cái tâm mà tâm vô nhân nó có ba cái tâm làm nhiệm vụ sanh tỳ ra ná, thì có hai cái tâm nó làm luôn cả nhiệm vụ khóa quan khá với tâm tục sinh đó. Thì cái tâm phía dưới đó là cái quả của thiên pháp đó, cho thi sinh làm người lạc vô nhân, nghĩa là người đó là thì cũng làm thiện đó nhưng mà không có đủ năng lực, cái thiện nó không đủ năng lực, thành nó dẫn cho thi sinh về cái cõi ở được hai cõi. Người lạc vô nhân ở được hai cõi là cõi người và cõi tứ đại thiên dương đó, được hai cõi thôi. Còn người khổ thì ở bốn cõi, còn mấy người còn lại thì nhiều cõi hơn, nhưng mà người khổ thì ở bốn cõi, người lạc thì ở được, người lạc vô nhân được ở hai cõi đó. Thưa quý vị, làm gì cũng nên coi chừng, lỡ mà nó mất năng lực hay nó yếu hay là phiền não mình mệt lắm. Nam mô Bổn Thầy giá. Nam mô Bổn Thầy giá. Bậc sư, nếu mà như vậy á, thì nếu mà giống có cái vụ mình không có thích bố thí nhiều mà mình gặp bạn bè mình hay là trong lớp học mình cứ rủ mình đi biết bố thí mà cái tâm bố thí của mình cứ xìu xìu ẩn ẩn, mình cũng không có thích lắm mà tự nhiên người ta rủ mình á, thì mình làm thôi. Mà mình làm mình cứ nghĩ là thôi mình học cho nhiều đi, bố thí cũng chẳng được ích lợi gì. Nếu mà cái tâm mình nó xìu xìu như vậy á thì mình bố thí có phải là có thể có cái khả năng làm thành người lạc vô nhân bạch sư? Dạ con xin nhân mít lại cho sư ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn hèn, dạ kính thưa chư vị. Yếu tố được sanh làm người đâu phải là giới. Ngũ giới bất trì thì nhân thiên lộ triệt, phải là giới. Còn mấy kia là phụ thuộc. Bây giờ đó mình bố thí nhiều mà giới mình không trong sạch, mình vẫn đi bốn đường ác đạo như thường. Điển hình là vua bà hoàng hậu Malika của vua Sứ Kosala đó.
bà làm nghe là trong thời Đức Phật bà là người làm tổ chức đại thí rồi này kia là lớn nhất trong trong một đời một vị Phật, chỉ có một người làm được cái đó là bà đó. Nhưng mà bà có lần bà nói láo vua. Thành ra khi mà Lộ Cận Tử phát sanh á, bà nhớ cái chuyện đó là bà rớt xuống cái bịch liền. Ông vua ngày nào cũng đi vô để ông hỏi Đức Phật cái bà đi về đâu. Thì Đức Phật cái dùng cái năng lực của thần thông của mình để cho ông quên chuyện đó. Đúng 7 ngày sau ông mới nhớ được. Thì ông hỏi thì ngài nói bà sanh về cõi cõi trời đó đó đó. Thành ra giới ngũ giới mà không trong sạch, cô bố thí bao nhiêu vẫn đi bốn đường ác đạo như thường. Vậy là nhớ chuyện đó. Thành ra giới là cái quan trọng nhất trong cái việc mà nên mình đi lên. Giới rất quan trọng. Còn những cái khác là nó phụ thuộc. Ví dụ mình được sinh làm người, nhưng mà mình mười phương pháp tạo phước đó, mình tạo gì được phước mà tính pháp phước rồi, học Phật pháp rồi nhiều thì sao mình sinh làm người, mà người có trí tuệ. Còn nếu mình không có làm cái đó thì mình sẽ làm người nhị nhân chẳng hạn, hoặc người tam nhân mà cũng tí tệ một xíu xíu ở nến. Câu hỏi bây giờ mình bố thí nhiều mà mình không có giới không đồng sạch, rồi mình sanh làm này về mấy cõi đó mình có được hưởng nó không? Được hưởng được như thường. Vì biết chúng tôi xưa chúng tôi ở bên Thái thì chúng tôi tức cái con cẩu và công chúa Thái đó, nó ăn bếp Tết rồi khi mình đi thì mình bữa đói bữa no cái nhiều vì không có gì ăn hết á, thấy không? Tại vì cái trước mình ít bố thí chỉ lo giữ giới chứ không lo bố thí, kiếp này được làm người. Còn trong khi nó kiếp trước nó không thèm giữ giới hết mà nó cái đi lo bố thí, sau này nó là nó đi bốn cẳng mà nó vẫn được ăn bít tết hàng ngày như thường. Hoặc là quý vị để ở Mỹ rồi vậy lâu lâu rồi có mấy con chó mà được chủ vậy, cho nó bạc triệu đi mướn người nuôi thôi, thấy không? Còn mình đâu có đâu, thấy không? Thành ra mỗi một cái mười hoa tàu phước, mỗi một cái đó là cái nhân để cho biết kiếp sau mình như thế nào mới có những phần cái yếu tố riêng hết chứ không có giống nhau. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ sa thú và kính tri ân sư Liễu Tông. Dạ con nhớ cái câu mà sư nói con chó của công chúa. Dạ thật sự ở Mỹ này con cũng thấy nhiều con thú nó sướng dữ lắm sư ơi. Dạ nó được đi massage, được đi làm đủ hết chứ không phải chỉ có ăn không ăn với Tết không đâu thưa sư. Nhiều con đi được đi cắt tóc đi đánh răng xỉa răng thì đủ trò nhưng dạ nó có nhiều con nó có cái quả phước nó cũng dữ dằn đó chứ không hay giỡn đâu. Dạ thấy chú kinh bó là gì lạc vô nhân là ăn lạc không có ăn nhân. Dạ bây giờ chú kinh có hình như có câu hỏi của Định Tuệ Song Tu, con xin lỗi ạ. Kính thưa sư, trong kinh quán niệm hơi thở Anapanasati Sutta có câu cảm giác khí thọ tôi sẽ thở vô thở ra, vì ấy tập cảm giác lạc thọ tôi sẽ thở vô thở ra, vì ấy tập thọ hỷ thọ lạc ở lúc này là kết quả tự nhiên của tâm an định mà có, hay thọ hỷ thọ lạc này do hành giả chủ ý tạo tác tư duy suy nghĩ về điều gì đó để nó phát sanh lên chấm hỏi. Và con kính thỉnh sư Lữ Tông. Nam mô Bích Thà Gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, nghĩa là nói cái thọ gì hay cái gì đó mà do cái hành giả chú ý tạo tác chuyện nó không thể xảy ra. Bởi vì khi mình hành thiền á, Atabi Sambasano nó không phải là người, mà nó chỉ là những cái pháp biết, những cái điều cần biết mà thôi.
Nên nhớ cái thứ hai là quý vị nên nhớ là mình hành cái thiền thiền mà về hơi thở đó, nó có năm chuyện để nói đó. Chuyện thứ nhất, thiền hơi thở là thiền chỉ. Cái thứ hai, thiền hơi thở có thể quán thần, quán thọ, quán tâm, quán pháp đều được. Thành ra cái gì đó dầu rằng đang thở theo cái điều kiện thứ nhất là quán thân, nhưng mà khi mà cái tâm mà cái hơi thở mà nó điều hòa rồi, cái tâm mà nó hơi yên cái, thì người tự nhiên là cái thọ nó có sẵn, nhưng mà không có sẵn, nhưng mà lúc đó cái tâm của mình á nó có năng lực, thành là tự nhiên mình thấy cảm thấy cái thân mình nó thoải mái, nó ấy đó. Thì cái lúc đó đó, nếu mà có khả năng thì vẫn ship vào để quán thọ như thường, dầu đồng ý là đang hành về để một hơi thở và quán thọ được như thường. Hoặc mà khi mà nó bị trục trặc cái gì, tạm thấy cái tâm nó bực bội, thì mình ship qua quán tâm được như thường, hoặc không pháp được. Thành hơi thở nó có năm cái phào để sinh, nghe thiền chỉ và tứ niệm xứ đều cả hết đó. Và những cái này là nó do cái nhân duyên của nó, nghĩa là cái này là nó giúp đỡ cái kia, chứ nó không có liên quan gì người là người cả, không liên quan tới hành giả hay là hành thiệt gì hết á, mà nó chỉ liên quan đến những cái pháp là chủ thể trong cái việc làm việc quán đó, và những cái pháp là đối tượng của sự quán đó mà thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thú và kính tri ân sư Liễu Tông. Dạ, chúng ta còn khoảng gần nửa tiếng quý vị. Dạ, khoảng gần nửa tiếng. Xin mời quý vị nêu lên những thắc mắc của mình ạ. Dạ, quý vị quý vị có thể thấy bàn tay của chú Kinh rồi, mời chú Kinh lên. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính lễ cho Đức Tăng, kính chào tất cả quý vị. Thì sẵn trong cái vấn đề niệm thọ này, con cũng xin hỏi sư, tại vì có lần trước là sư có trình bày về vấn đề mà về quán, về niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, về nội phần, ngoại phần. Thì sư nói là ngoại phần là không phải là quán người khác. Nhưng mà ở trong bộ phân tích có đoạn người ta ghi là quán về cảm giác của người khác. Khi người khác cảm giác lạc thọ, vị ấy biết rõ họ đang cảm giác lạc thọ. Thì như vấn đề này thì theo như thế nào, thì trong cái bộ phân tích và giải thích như vậy thì nó có cái sự khác biệt như vậy, thì mình phải hiểu như thế nào nó mới chính xác. Thưa con cũng thỉnh sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư Tôn Mì Dạ, kính thưa chư quý vị. Đối với hành giả mới bắt đầu tu tập và hành giả sơ cơ đó, của người mới hành thiền tứ niệm xứ đó, thì không có chuyện quán cái gì của người khác cả. Nhưng mà nếu mình dịch cho nó dễ hiểu đó, thay vì người quán thân trong thân đó, thì mình thường mình nên dịch là quán thọ nơi thọ, hay là quán thân nơi thân, hoặc là quán sắc nơi sắc đó. Tức là quán thân nơi thân, tức là thân là cái mình đang, cái đối tượng hiện tại, còn cái kia là cái đã diệt. Trong thân ngoài thân gì cũng là cái đã diệt hết. Nhưng mà trong trường hợp mà có những cái gì mà người ta đề cập tới đó, là cái gì đó sau khi đã hành tới cái mức độ cao rồi. Trong Bali gọi là Anumana, tức là đem so sánh giữa mình và người, thì những cái mình nhận dạng là được như vậy đó, thì ở trong người khác nó cũng giống như vậy. Chứ không phải là làm lúc đó, lúc mình quán không có làm được. Bởi vì cái lúc mình quán mà tự nhiên mình nghĩ tới người khác, cái đó là phóng tâm, chứ không thể nói là mình quán cái gì cả. Sau khi mình quán xong rồi đó, thì mình mới dùng cái trệ của mình để mình so sánh. Những cái mình phát sanh như vậy thì đối với cái người mà hành cái pháp môn giống như mình, nó có được vậy không? Thì cái đó là gọi là Anumana. Chứ không phải là
mình đương hít vô cái mình tới chừng mình thở ra cái mình nghĩ thôi thở người khác, cái đó mình phóng như sao mình nói mình thấy được hai cái khác nhau, một cái là đang làm, một cái sau khi đã thành tựu tới cái mức độ nào đó, hai cái khác nhau. Anh em coi kỹ rồi coi có phải họ giải thích vậy không, chứ mình nói cỡ mình là sơ cơ đó, mình nghĩ tới người khác là thôi xin lỗi, nếu mà mình nghĩ tới cái người đó mà cái người mà hoa hậu thế giới là bảo đảm mình cái tâm mình lúc đó là tâm gì, thấy không, ở đó mà quán gì nữa. Nam mô Bụt Thầy dạ. Sao thứ giờ kính dân mình thử lòng, nhưng mà giờ cái trường hợp mà ví dụ giờ mình nói chuyện với người khác, mình đứng mình gặp người khác mình nói chuyện, thì người đó khởi những cái trạng thái tư tưởng hoan hỷ hay là buồn gì đó, thì lúc đó người đó có thể quán được cái tâm người đó không sư? Mình có thể mình nếu mà một người tu tập lâu năm, ta cũng có thể nhạy bén, người ta bắt được cái dòng tâm thức của người đó được không sư? Theo vấn đề này thì sư nghĩ như thế nào? Dạ, là một thời gian. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Nếu bắt trạng thái để đoán một số phần thì nó có thể làm được, nhưng mà nó không chắc chắn. Còn nếu mà bắt theo cái diễn tiến tâm của người đó, tức là phải có tha tâm thông. Chứ không phải là khi không cái trí tuệ của cái gì thiền hành thiền quán có thể làm được việc đó. Đó là phải cái trí tuệ của gì có tha tâm thông. Mà những cái trường hợp đó là đa số giờ thời Đức Phật thì có, thời bây giờ không có, là Đức Phật đa số là ngoại đạo nó cũng tu thiền, cũng đắc thiền như thường, đắc thiền xong rồi vô trong đạo giáo pháp này nó xin nghe là pháp Phật rồi nó xin quy đồ rồi kia, xong thành trở thành đệ tử của giáo pháp Đức Phật đó. Thì trong lúc mà nó họ hành thiền tứ niệm xứ thì họ vẫn có thể dùng cái năng lực của cái thiền chỉ mà họ đã đắc để họ làm thấy những cái đó được, nhưng còn bình thường thì không. Đó, muốn biết những cái diễn tiến cái tâm của họ qua một số cái điều kiện nào đó thì phải là có tha tâm thông, chứ không có làm được với cái tâm thông thường được. Nam mô Bụt Thầy dạ. Sa thứ dạ, kính thưa đừng phải không, tức là giờ coi như cái điều đó là không có chắc chắn, nhưng mà có một số những bên tàu người ta nói về coi tướng học, nhân tướng học thì người ta nói có thể là mình nhìn vô con mắt người đó, là khi mình nói chuyện mình nhìn con mắt người ta mình có thể bắt được ý nghĩ của người ta, và nó nói là có thể trúng được ít lắm khoảng 70-80%. Thì vấn đề này theo sư thấy như thế nào, là người ta nói là con mắt là cửa sổ của tâm hồn, thì mình bắt vô con mắt là mình có thể đoán được ý họ, thì vấn đề này như thế nào thì cũng tỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Như Tây Tạng nói còn tin được, Chạch nói thì quan hả tin. Tây Tạng nó có môn mà nó hành nghe, nó gọi là thần giao cách cảm á. Ông ở cái tại vì Tây Tạng nó lạnh, nó đâu ra nở từ ngọn núi này ngọn núi nọ, nó luyện cái pháp đó, luyện như thế nào thì không thấy kinh điển nói, chỉ thấy đề cập tới thôi. Rồi thần giao cách cảm đi giống như là cái nói chuyện nhau đó, nói chuyện nhau. Thì cái đó nó có hay không, nhưng mà phải luyện như nó, chứ không phải là luyện tập theo cái nó có cách tập như thế, chứ không phải không luyện để nó có cái đó. Chứ còn mình mà bây giờ mắt là cửa sổ tâm hồn, mình nhìn mắt mà chưa chắc á, không phải điều kiện gì đó. Nó mình nhìn Quỳnh Kinh, mình nhìn mắt nó cái nó đa lông dèo hay là thấy rồi bụng lũng tay chân rồi, thì sao mà thấy gì nữa, thấy không? Nếu mắt nó xấu thì còn lén lén nhìn thôi, chứ còn nhìn thẳng như mắt nó đá lông nhau vậy là tiêu luôn, kính đen kính gì cũng bể hết á. Nó không phải dễ, chỉ có những cái mà mình chỉ nghe nói. Nhưng mà chúng tôi khuyên Quỳnh Kinh thì chạy nói khoan tin nữa nghe, tin là tiêu luôn á. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ sa thú và kính tri ân sư Liễu Tông.
Nguyên Như nói gì, Quynh Kinh trở về Mỹ ha, Quynh Kinh con đâu có ra khỏi nước Mỹ đâu, trở về Mỹ. Nguyên Như là thiệt tình là phải học lại bản đồ nước Mỹ mới được. Kính định tại song tu, kính thưa sư, thời Đức Phật tại thế có rất nhiều vị không được học vi diệu pháp nhưng vẫn chứng thánh. Như vậy ngày nay một người không cần học vi diệu pháp thì có thể thực hành thiền quán tứ niệm xứ đúng đắn để dẫn đến chứng đắc đạo quả được không, kính thưa sư? Chấm hỏi. Dạ con cứ tỉnh. Mô Phật Thầy gia kính bạch chư Tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Quý vị nên nhớ thời Đức Phật là nó có hai hạng người mà nghe xong có thể đắc được đó, là tức là thứ nhất là Úc Quý Tỳ Tịnh Nhu, thứ hai là Quý Bà Chị Tịnh Nhu. Kiếp này họ không học nhưng họ học nhiều kiếp trước gần đây rồi, gặp Đức Phật biết là thiếu chỗ nào ngài nói thôi. Còn bây giờ chúng ta đó, thời buổi này chúng ta thuộc loại Úc Quý Tỳ Tịnh Ngu chứ không phải Tịnh Nhu, nên đâu phải học gì quá, không học là làm sao đắc được. Kiếp trước không học, kiếp trước nữa cũng không học, kiếp này lấy gì đắc, phải không? Hỏi ngài sẽ tại nếu mà kiếp trước mà ngài mà không học á, rồi nói kiếp này ngài cũng không học ấy đó, thì chúng tôi dẫn chứng là khi nghe ngài sẽ tiếng nói là dê thâm ma hệ tụ bà phá qua là ngài phải thấy cái gì đó, bởi vì câu đó là tóm tắt của bài kinh thâm ma chạy cặp bà quá tỉnh sự tạ nghe. Tức là nếu mình dịch, chúng tôi không có dịch mà theo là các pháp do duyên sanh được. Cái dê thâm hệ tụ hô hoa phải dịch là khổ đế có nhân là tập đế, thì ngài sẽ tạo ngài phải thấy cái đó trước chứ, ngài phải biết cái khổ đế là dồn những cái gì, tập đế là cái gì. Nếu mà khổ đế mình nói theo tạng kinh đó, tức đăng bài kinh tâm áo quách tạng á sụt đó, tức là gì, cha thì bị thúc khỏa cho ra bị thúc khỏa đó, 12 13 chuyện vậy đó, nó rất là khổ đế. Còn họ tập đế là gì, phá quá tịnh não quý phá, cao mới tịnh não quý phá quá tịnh não quý phá quá tịnh não là phải thấy điện chứ sao không thấy, tức là phải học nhiều đời nhiều kiếp chứ sao không học. Còn mình thì mình không học thôi khỏi nói rồi, mình không phải là có thể hình nhu nên nhớ chuyện đó là đã phải học thôi, chứ nói mà đừng nói gì mình đi không biết cái gì hỏi đầu đốc tờ chơi đi thi tú tài cũng học gần 3 thời chứ đừng nói là để học làm thánh. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, nãy giờ con bận ánh sáng, bây giờ con trở lại thì con thấy song tu hỏi câu hỏi, con rất là hoan hỷ khi ngài trả lời. Thì đến lúc này thì con cũng phát sanh lên một câu hỏi. Và cái câu hỏi này á, riêng con á, thì lớn tuổi nhưng mà là có nhiều người rủ con đi hành thiền, học vi diệu pháp để làm gì? Cô lớn tuổi rồi, bây giờ lo hành thiền đi. Thì con mới trả lời rằng nếu không học vi diệu pháp thì làm sao mà đi hành thiền, ngồi đó mơ mơ rồi cái tưởng mình đi lên cung trăng cái chết nữa. Thì mấy người kia mới cười, nói không phải vậy, thiền cũng cũng hay lắm. Thì con biết rằng là cái bữa đó cái cô tu nữ đó cũng lớn tuổi, rồi cái cô đó nói thiền tốt lắm. Thì con biết rằng thiền thì tốt nhưng không học thì thiệu pháp ít nhất cũng được thuộc cái căn bản, giống như một cái nhà mình nên xây cái móng cho thật là chắc, dù rằng 100 tầng 200 tầng 300 tầng nó cũng không có đổ. Nhưng mình nếu bây giờ mình không có học thì làm sao mà thiền được. Thì trong cái câu hỏi này ý con muốn nói thì qua vi diệu pháp á, thì con thấy là thiền sắc giới, thiền vô sắc giới và thiền siêu thế. Mà cái thiền siêu thế này á, con muốn hỏi nếu cái người mà đắc thiền siêu thế, thiền sơ đạo sơ thiền, nhị đạo nhị thiền, tam đạo thượng thiền và tứ đạo tứ thiền, ngũ đạo ngũ thiền, thì nếu mà cái người mà đắc cái thiền
thì xu thế này sẽ đi về cái cõi nào? Dạ, con kính danh mất đến ngài. Nam mô Bố Thệ Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị, cái người mà đắc thiền siêu thế tức là đắc đạo quả đó thì tùy theo, nếu đắc sơ đạo sơ quả thì còn cõi người hoặc là cõi trời dục giới, nếu mà đắc tâm quả thì tùy theo, tâm quả mà có điều kiện thì sanh về ngũ tịnh cư, mà không có điều kiện thì sanh các cõi khác của sắc giới, sắc giới. Ví dụ như cái gì tâm quả mà không có hành thiền trước, không làm thiền chỉ trước thì cái lậu cần tử thì bao giờ nó cũng có bao nhiêu chi thiên trong đó thì được sanh về cõi tương ứng. Còn nếu cái gì đó đắc ngũ thiền mà không có ngũ quyền đặc biệt thì sanh về cõi quán quả. Còn nếu có ngũ quyền là tùy theo, một trong năm cảnh giới đó thì sanh về đó. Chỉ có một cái gì đó là nghĩa là bốn đường đắc đạo cũng đi không được, mà các cõi trời cũng bị ngăn cấm, tức là tứ thánh quả mà thôi. Thành ra quý vị nào mà còn yêu đời muốn luân hồi đó rồi khoan ở đắc quả tứ thánh nha, đắc là đi xuống không được mà đi lên không được, mệt lắm á, chứ không phải giỡn đâu đó. Thành ra mà bây giờ đó chị nào mà đắc tứ thánh quả là chắc chắn là chết trước khi trời sáng rồi. Bởi vì bây giờ đâu có phải tìm mà đúng năm năm cái vị sư mà cho mình tu tỳ kheo dễ đâu. Nào thành ra đắc là đi trong ngày rồi ha. Thành ra nếu mà chị yêu đời thì khoan ha, chờ chút trời sáng rồi đó. Nam mô Bố Thệ Gia. Dạ sa thố và kính trường siêu liễu tông. Dạ xin mời quý vị chúng ta tiếp tục ạ. Kính Định Tuệ, Định Tuệ Song Tu, kính thưa sư, trong kinh thường có dạy cái gì vô thường thì cái đó là khổ, nó đáng bị nhàm chán ly tham, nhưng có quan điểm cho rằng chính sự vô thường lại là cái vẻ đẹp muôn màu của tự nhiên. Vì vô thường mà đứa bé mới trưởng thành, vì vô thường mà người xấu trở thành tốt, bệnh đau trở nên khỏe mạnh, vậy pháp vô thường cũng có vui chứ đâu phải là khổ, sao lại đáng bị nhàm chán? Vậy phải hiểu chỗ này như thế nào thưa sư? Dạ con kính thỉnh sư Liễu Tông. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị, bởi coi vô thường giống như cái gì hỏi kể ra đó. Bây giờ nó đứa bé trưởng thành mà nó đi đâu thì nó không đi ra nghe địa thôi, đi đâu? Mà đau rồi trở thành mạnh khỏe thì cái đó cũng là hoại khổ chứ sao, rồi nó không khổ được, thấy không? Thành nó có gì đi nữa cũng đưa tới sự khổ thôi. Thành nó đó lý do tại sao nó cái gì vô thường thì đó là khổ vậy đó. Cho nếu mà đứa bé nó nhỏ nó là lớn, mà nó lớn hoài nó không chơi chết cái lúc đó mày tính sao? Thì còn nó cần mau lớn, giống như mình làm chuyện ngược đời, năm nào cũng làm lễ sinh nhật mà nó nhớ, mỗi lần lễ sinh nhật là mình bước gần nghĩa địa một bước rồi mình cũng chưa tẩn. Phải không? Hay là mấy ông mà nào mà ông sinh vào ngày 29 tháng 2 đó là khỏe nhất, có bốn năm mới làm lễ sinh nhật lần đó, 4 năm mới được, nhưng mà rốt cuộc thì cũng đi tới nghĩa địa thôi. Thành ra đó là lý do tại sao phải gọi là khổ là vậy đó, chứ không có cái gì mà khổ đó. Nó vô thường là tại vì mình không có kiểm soát được nó. Pháp hữu vi là nó cần điều kiện, mà cái điều kiện nó nằm ngoài tầm tay của mình. Cái chuyện mình làm duy nhất được á là cái mình tạo điều kiện để trở thành người chết có phước báo,
Còn nếu mình không tạo điều kiện thì mình là người chết vô phước. Chết vô phước đi đâu quý vị biết rồi, chết có phước ít nhất rồi cũng còn lang thang cái nơi nào mà mình có thể mình có cơ hội để mình tạo thiện pháp tiếp tục ha. Hoặc là chết cách nào cũng là chết, nhưng mà chết của người vô phước khác, chết người hữu phước nó khác. Không có, nó phải khác chứ nó không thể không lấy được. Thành ra khi vô thường là khổ là vậy. Mình từ bệnh nó khổ, mình hết bệnh tức là nó khỏe, thì cái khỏe đó là hoại khổ, bởi vì khỏe rồi nó bệnh lại, bởi nó vô thường mà, chứ đâu khỏe luôn được. Nhưng nó khỏe luôn còn nói gì nữa, thấy không? Nam mô Bố Thầy giá. Dạ, sa thu và kính truyền sư Liễu Tông. Dạ, xin mời quý vị chúng ta tiếp tục ạ. Nhà đạo tràng còn ai có những thắc mắc gì không? Chúng ta còn vài phút thôi quý vị. Bây giờ nó đếm tới con số rồi. Thành tới còn vài phút thôi. Quý vị nào có những thắc mắc thì nhanh tay lại chân lên. Rồi thấy định tại tu quốc một cái hơi dài một chút. Này hỏi con chó này hỏi dài dữ kìa. Kính thưa sư, trong Tăng Chi năm pháp có dạy năm nguyên nhân giúp giáo pháp được tồn tại và chói sáng. Một, tôn kính sắc cách chân, lắng nghe tam tạng cùng chú giải. Hai, tôn kính học tập tam tạng cùng chú giải. Ba, tôn kính ghi nhớ các pháp trọng yếu trong tam tạng cùng chú giải. Bốn, tôn kính suy xét ý nghĩa các pháp trọng yếu trong tam tạng cùng chú giải. Năm, sắc cách chăng thầm mạnh nhà giá ách thá mạnh nhà giá thầm ma nú thá mạnh ba ti bách chành tí, tôn kính thực hành theo tuần tự pháp, căn bản pháp để chứng nghiệm nghĩa và pháp. Kính thưa sư, trong năm điều thì đã bốn điều là pháp học, chỉ có điều số năm là pháp hành. Xin sư giải thích điều số năm thực hành tuần tự pháp. Thầm ma nú thầm mằng ba tí bách chàng tí nghĩa là gì? Dạ con kính thỉnh sư Liễu Tông. Nam mô Bố Thầy giả kinh bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, rất nhiều chỗ Đức Phật thuyết những bài pháp mà được gọi là thâm ma nú thâm má và thập bạch tỷ đó, tuần tự pháp. Người đầu tiên được học cái đó tức là ngài Giá Xà đó. Ngài Giá Xà tức là thuyết tuần tự pháp. Thứ nhất là bố thí, hai trì giới, quả của bố thí trì giới, sự an vui của cái quả đó tức là các cõi trời đó, nhưng mà sự nguy hiểm của cái quả đó vẫn có như thường. Và cái thứ năm thì là nói khẩm má tức là pháp hành, thì ở đây cũng vậy. Pháp hành ở đây đó là thường mình nói pháp hành là mình chỉ nghĩ tới thiền chỉ thiền quán thôi. Pháp hành thì nó giống như bậc thang mà có năm cấp, năm cái bậc thang. Bậc đầu tiên là thọ trì tam quy và ngũ giới. Đó, thành ra thường mình vô chùa mình xin thọ trì tam quy đó, mình tưởng đó nó không phải pháp hành, cái đó là bắt đầu, cái bước đầu tiên của pháp hành. Cái thứ hai là giới, cái bậc thang thứ hai là giới. Giới là tùy theo, người có thể ngũ giới, có thể tam giới, tùy theo mình muốn thế nào để cho nó nhanh chậm thì tùy theo. Cái thứ ba đối với nhà các tu sĩ thì gọi là đú tăng khá, tức là đú tăng khá là gì, năm cái 13 cái pháp đầu đà đó. Còn đối với cư sĩ cư sĩ nam nữ thì là tập thiện, tập thiện. Rồi cái bước thang thứ tư là thiền chỉ, và bước thang thứ năm là thiền quán. Hành như vậy đó, từ bắt đầu từ thọ trì tam quy cho tới hạ thủ công phu hành tứ niệm xứ, thì đó là bước thang năm bậc chỉ cho pháp hành, năm bậc chỉ cho pháp hành.
mà muốn được làm được năm cái bậc đó đó, năm bậc của pháp hành đó thì mình phải học. Chẳng những học cho chánh tạng còn học thêm chú giải để hiểu. Rồi ghi nhớ các pháp trọng yếu liên quan tới cái pháp sau này mình sẽ hành. Ví dụ như thường nó mình học nhưng mà mình quan trọng thì mình học nó sâu sắc hơn. Ví dụ về kinh tứ niệm xứ hay là về kinh nhập tức sức niệm này kia xong đó. Rồi nhưng mà những pháp đó là mình phải học với sự kính trọng. Suy xét quan sát thì phải với sự kính trọng hết. Bởi vì đó là lời dạy của Đức Phật. Mà lời dạy của Đức Phật đó nó quan trọng. Tại sao nó quan trọng? Bởi vì khi Đức Phật chấp bình nhất bản án, ngài không có giao quyền lại cho ông sư hay bà sư nữa hết. Mà ngài nói với ngài Ananda, này Ananda, pháp nào Như Lai đã tiên thiết, luật nào Như Lai đã chế định, pháp và luật ấy là thầy của các ngươi khi Như Lai niết bàn. Thành ra mỗi ngày mình tụng một câu kinh hay là một cái câu pháp cú hạn, tức là mình đã đảnh được đối diện với Đức Phật một lần. Mình đọc một lần kể như mình đảnh lễ Đức Phật một lần. Mà mình đọc 10 lần thì mình đảnh lễ Đức Phật 10 lần. Đó. Thành ra tốt nhất là nên học những cái đó. Bởi vì nếu mình không học từng tự theo từng tự pháp từ thấp tới cao đó, thì cái năng lực trí tuệ mình nó sẽ không có đủ. Nó không có đủ để nó có thể nó tiêu thụ những cái đó. Để tiêu thụ những cái pháp vậy. Bởi vì pháp thì nó có gì thâu thiển, có gì tế. Từng tự pháp đi từ thâu thiển tới gì tế, đi từ thấp tới cao, đi từ bậc. Thì năm bậc, thì năm bậc chúng tôi kể đó, đi từ bậc tới bậc. Thì không phải trong năm bậc đó là mình phải đi giống nhau, thì mỗi bậc 5 năm hay năm phải. Tùy theo cái trí tuệ mà nó bé nhạy cỡ nào. Có thể bậc thứ nhất mình đi nhanh, thứ hai nhanh, thứ ba nhanh, thứ tư thiền chỉ đi cũng nhanh. Nhưng mà thứ năm tới thiền minh sát thì phải đi tương đối, nó phải vững chắc mà được. Chứ không mà nó lỡ mà nó có chuyện gì ra thì bốn cái bậc thang kia nó lật gọng thêm chứ nó không có hở được chỗ đó. Mình đi lên cầu thang có năm bậc như vậy đó, năm bậc đó. Thành ra bắt đầu mình tới chùa mình xin thọ trì tam quy, xin thọ giới này kia, tức là mình đã bắt đầu của những cái bậc đầu tiên của pháp hành. Mà muốn có được những cái đó thì phải thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, bốn cái điều trên là mình phải rõ ràng, phải nghe hiểu từng chi tiết một thì mình mấy cái sau mình làm mới có kết quả. Còn nếu không thì rất là khó khăn. Và cái thứ hai đó đó, mình mà không trợt thôi chứ mình trợt một cái đâu quý vị biết, nhiều khi nó đổi cả một cái sự nguy hiểm cho mình. Bây giờ mình đừng tưởng là bây giờ mình mới 20 tuổi, mình có để 30 năm để hành, không phải. Ngày mai này có thể là kiếp sau của mình. Bây giờ mình ngọn cười để cho khuya đó, cái tiếng mà của còi hú của em bu lăng đó, có mình nằm trên đó. Là đừng bao giờ nghĩ là mình có ngày mai để mình có thể hành được. Rảnh bất cứ giờ nào nên làm. Đừng có bao giờ mình dễ vui. Dễ vui là một cái phương pháp rất là nguy hiểm. Mà mình cứ nghĩ là đợi vô thường là vậy đó. Giờ chúng tôi ngồi cười quý vị chứ ngày mai không chừng quý vị nào lên chùa phải vô chỗ đây hình thấy không, ông ngoài lên rồi mong thứ tiếc ông đang ngồi cười lên ra biết xong rồi đó. Thành ra cũng mong quý vị nên tinh tấn trong giáo pháp của Đức Phật. Tất cả phước báo nào phát sinh và sự phát trong ngày hôm nay xin hãy làm mối duyên lành để tất cả chư tôn hiền giả cùng tận sinh năm cư sĩ nữ trong đạo tràng này có được cơ hội để chấm dứt các ác pháp ngủ ngầm nơi tâm ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mài Giá, Nam mô Sáng Khải Giá, Nam mô Rạch Tân Át Tây Giá Xã. Dạ, sa thú và thay mặt đạo tràng chúng con kính tri ân sư Liễu Tông.
Dạ, trong rung quý vị nào rành về kinh kệ xin mời lên giúp Minh Tâm dùm một chút ạ. Nhà Minh Tâm không có thuộc kinh nè. Yeah, ai quan hệ cứ giơ tay lên ha. Rồi còn không ai quan hệ hết. Thấy bằng tay Nguyên Như rồi, mời Nguyên Như. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Tha Dạ. Dạ, kính đạo tràng có nghe được con không ạ? Internet nó lại đá con ra một lần nữa rồi. Dạ, dạ cảm ơn cô Huệ Ngọc, cảm ơn cô Thượng Đạo, cảm ơn cô Minh Tâm. Dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẻ, con xin mời đạo tràng cùng với con hồi hướng chư thiên ạ. Ya de wa ta sang ti vi ha ra wa si ni thu be kha re bo thi kha re ta hin ta hin ta tham ma da ne na pha văn tu pu chi ta so thân ca ron te tha vi ha ra mang da le thế ra cha mắt cha na wa ca cha phân ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ca ma cha đề sa ni ga ma cha e sa ra sắp ba na phu ta su khi ta pha văn tu tê cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa sam se da cha ta a ta vô pa pa ti ca ni ya ni cam tham ma wa rang pa tin cha te sam be bi dung kha sa ka ron tu sang ka yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham mat tha ra cha bung ga la sang khu ho tu sa mat go wa at tha ya cha hi ta ya cha am he rang kha tu sat tham mo sắp bề bi thầm ma cha ri no vua thân sắp ba bù nay ya ma thầm ma ri dắp ba quê đi tê y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoang tu nha ta vô y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoang tu nha ta vô y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoang tu nha ta vô ý đăng quá tám nề buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tú á nà gáp tề cà lề do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày bị lai. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ.